Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 101, triệu nhã cảm động. Tiểu thư sống chết bái sư, nên mấy ngày nay Diêu Hàn đã điều tra tỉ mỉ về Trương Huyền. Vị Trương lão sư này được gọi là thiên tài, 16 tuổi đã đạt tới võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong, đáng tiếc, cũng chỉ tới đó mà thôi, sau đó liền bị vây ở cảnh giới này, không thể đột phá, vậy là thiên tài đã biến thành rác rưởi. Khi 18 tuổi, khảo hạch tư cách lão sư một lần là thông qua, trở thành lão sư trẻ nhất học viện Hồng Thiên. Lúc đó tên nổi như cồn, trở thành giai thoại, cũng dẫn tới không ít lão sư đố kỵ. Vốn tưởng rằng vị lão sư trẻ nhất này có thể sẽ có thành tích tốt trong giảng dạy, một bước lên trời, nào ngờ hiện thực lại vô cùng tàn khốc, đầu tiên khiến một học viên tẩu hỏa nhập ma, sau đó những học viên chiêu thu lúc trước trả lại khóa học, biến thành một kẻ cô độc, cuối cùng trong kỳ khảo hạch lão sư lại được không điểm, danh tiếng xuống dốc không phanh. Lão sư trẻ nhất học viện Hồng Thiên biến thành trò cười, biến thành rác rưởi lớn nhất. Những tin tức này vô cùng chuẩn xác, vốn cho rằng tiểu thư chỉ nhất thời hồ đồ, đành cố gắng khuyên bảo nàng, chắc chắn sẽ biết sai đường mà quay đầu lại, nhận ra bộ mặt thật của tên lão sư rác rưởi kia. Thế mà lúc này lại nghe thấy hắn đạt điểm tuyệt đối trong vòng đầu tiên khảo hạch học đồ, khiến cho mọi suy nghĩ ban đầu của hắn bị dao động. Audio điện tử Võ Tấn Bền luyện đan sư không những phải hiểu cực sâu về dược liệu, càng phải hiểu biết sâu về thân thể con người, bằng không, không thể phối chế đan dược cho người tu luyện. Một người có thể đạt điểm tuyệt đối trong vòng đầu tiên của khảo hạch luyện đan học đồ, làm sao có thể dạy học viên tẩu hỏa nhập ma được chứ? Lý luận tốt, không có thực tiến cũng vô dụng. Vòng khảo hạch thứ hai là nhận biết trong thời gian giới hạn 10 cây dược liệu, chỉ cần nhận sai một loại sẽ thất bại. Văn Tuyết lên tiếng, nàng vẫn còn oán hận Trương Huyền vô cùng, vốn cho rằng tên công tử bột kia cố ý thu hút sự chú ý của nàng, kết quả lại là người có bản lĩnh thật sự. Mặt nàng nóng bừng, thật không dám đối mặt đối phương. Chưa dứt lời, lúc này nhìn thấy hai người đi tới. Đây là hai người trong ba người tham gia khảo hạch lúc trước, Tôn Đào và Tiễn Văn Man. Thế nào, thông qua khảo hạch rồi chứ? Văn Tuyết tiến lên nghênh đón. Thường thường người tham gia khảo hạch học đồ đều quen biết lẫn nhau. Không. Hai người đồng thời lắc lắc đầu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng thua trong tâm phục khẩu phục. Không phục cũng không được, người ta đạt điểm tuyệt đối trong vòng khảo hạch đầu tiên, đã thế còn nhìn ra sai lầm của luyện đan sư chân chính trong vòng khảo hạch thứ hai. Năng lực mạnh tới mức vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Tên Trương Huyền đâu? Nghe bọn họ không thông qua vòng khảo hạch thứ hai, Văn Tuyết hỏi lần nữa. Hắn đã thông qua, hiện tại đã là luyện đan học đồ. Tôn Đào nói: "Luyện đan học đồ." Văn Tuyết lão đảo suýt ngã. Lúc trước khi nói chuyện với đối phương, nàng có thể nhìn ra tên này không hiểu dược liệu, thậm chí còn không rõ luyện đan sư là gì. Vốn định cho hắn báo danh khảo hạch để làm chuyện cười, kết quả, người ta không chỉ vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên, đã thế còn thông qua hai vòng khảo hạch còn lại, trở thành luyện đan học đồ. Cái tát vào mặt này, rất đau bản thân mình học hành nhiều năm nhưng thậm chí còn không thông qua vòng khảo hạch đầu tiên người ta tùy tiện khảo hạch đã trở thành học đồ thế mà bản thân mình còn mặt mũi châm chọc người ta nàng lấy tự tin từ nơi nào khi nào trương trương huyền lão sư đi ra triệu nhã nhìn chung quanh không thấy bóng dáng trương huyền không nhịn được lên tiếng hỏi nàng không kinh ngạc như văn tuyết trong lòng nàng trương lão sư là người không gì không làm được chỉ là luyện đan học đồ mà thôi không tính là gì. Hắn đi tàng thư khố, dự định tiến hành luận đan vào chiều mai, khảo hạch luyện đan sư chính thức. Tôn Đào nói ra lời này nhưng trong lòng vẫn không dám tin tưởng. Vừa trở thành luyện đan học đồ liền muốn luận đan, hắn can đảm cỡ nào vậy? Khảo hạch luyện đan sư chính thức, văn tuyết suýt ngã, nàng chóng mặt, sắp hôn mê. Khảo hạch luyện đan sư chân chính vào chiều mai. Đây không phải sự thật đó chứ. Sao giống như đang nói đùa vậy? Hơn nữa, luận đan là cái quỷ gì vậy? Luận đan là một phương pháp khác dùng khảo hạch luyện đan sư, cần biện luận với 10 vị luyện đan sư chính thức, phải vượt qua tất cả bọn họ mới được. Thấy vẻ mặt bọn họ đang nghi hoặc, Tôn Đào lên tiếng giải thích. Loại khảo hạch này còn khó hơn luyện đan, nếu thất bại sẽ nhận sự trừng phạt rất lớn. Nói đến đây, hắn không nhịn được lắc đầu. Ta từng đọc về luận đan qua thư tịch, độ khó lớn hơn khảo hạch luyện đan nhiều nhất định phải có học thức và thực tiến vượt qua 10 vị luyện đan sư chính thức mới thông qua được. Vô cùng khó khăn. Lý Thúc áp chế sự khiếp sợ trong lòng, gật đầu đồng tình, đồng thời nghi hoặc. Hắn còn trẻ như vậy đã thành luyện đan học đồ, có rất nhiều thời gian, cần gì sốt ruột tiến hành luận đan kia chứ? Hoàn toàn có thể từng bước học luyện đan, bởi vì một khi thất bại, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Chưa tới 20 đã trở thành luyện đan học đồ, thành tích này đủ đứng hàng đầu trong lịch sử mấy trăm năm, hơn ngàn năm của thiên huyền quốc. Hắn hoàn toàn có thể chờ thêm vài năm, học luyện đan xong rồi tiến hành khảo hạch, cần gì phải mạo hiểm tiến hành luận đan. Phải biết rằng luận đan khó gấp mấy lần luyện đan, rất ít người thành công. Ta cũng không biết, hình như hắn muốn tìm cuốn sách liên quan tới kiểu thể chất đặc thù. Loại sách ấy chỉ có trở thành luyện đan sư chân chính mới có quyền đọc. Tôn Đào suy nghĩ một chút, nhớ lại những gì mấy người Trương Huyền và Âu Dương Thành nói chuyện. À, hình như hắn còn nói nửa tháng gì đó giống như có chuyện gì đó hối thúc nhất định phải trở thành luyện đan sư trong thời gian nửa tháng nên buộc hắn phải tới tìm những cuốn sách đó nửa tháng thể chất đặc thù mấy người văn tuyết nghe xong cảm thấy mù mờ nhưng sắc mặt triệu nhã tái nhợt thân thể mềm mại run rẩy thể chất đặc thù của nàng là thân thể thuần âm là trương lão sư nói với nàng nửa tháng đó không phải là ngày hẹn thi đấu tân sinh sao muốn kịp trong vòng nửa tháng lẽ nào trương lão sư muốn kích hoạt thể chất giúp nàng tăng cao thực lực thể chất đặc thù chưa kích hoạt nó không thể phát huy uy lực thật sự nhất định đúng siết chặt nắm đấm triệu nhã cố kìm nén xúc động trong lòng nhìn về phía lý thúc tiền bối người vừa nói luận đan thất bại sẽ bị trừng phạt rất lớn rốt cuộc là trừng phạt thế nào chuyện này ta cũng không rõ lắm lý thúc lắc đầu hắn chỉ là đọc được luận đan trong thư tịch, còn trừng phạt khi thất bại như nào thì hắn không biết. Há, ta biết, lúc nãy nghe Âu Dương Đại Sư nói rồi. Tôn Đào ngẫm nghĩ một chút, nói. Tổng cộng có ba loại. Thứ nhất, phải bồi thường 10 vạn đồng tiền vàng cho mỗi luyện đan sư khảo hạch, 10 người chính là 100 vạn đồng tiền vàng. Thứ hai, phải chịu chăm sát thần côn. Thứ ba, trong vòng 10 năm không cho phép khảo hạch lần thứ hai. 100 vạn đồng tiền vàng. Một trăm sát thần côn, không cho phép khảo hạch trong 10 năm. Toàn thân Triệu Nhã liên tục run rẩy. Trừng phạt như vậy là quá nặng. Vì kích hoạt thể chất giúp mình, trường lão sư không tiếc dấn thân mạo hiểm như vậy. "Lão sư, cảm tạ ngươi. Phần ân tình này, Triệu Nhã ta có tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp lại." Liền sau đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh xắn của nàng. Triệu Nhã không thể áp chế nổi nữa chương 102, mãi đến tận đỉnh phong của thế giới. Phù, cuối cùng cũng xong. Liên tục lật xem từ buổi chiều tới gần 10 giờ đêm, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại, thở ra một hơi. tri thức trong tàng thư khố sơ đẳng phong phú toàn diện, tất cả đều liên quan với việc luyện đan. Thực lực của hắn tiến nhanh trong thời gian gần đây, cho nên liên tục lật xem như thế cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trải qua cả nửa ngày lật xem như thế, Cuối cùng cũng biết trong tàng thư khố này không có thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù. Cho nên không tìm ra đáp án. Nói cách khác, nhất định phải trở thành luyện đan sư, đi tàng thư khố cao đẳng tìm kiếm mới được. Khảo hạch luyện đan sư chính thức, chắc những kiến thức này là đủ rồi. Tuy rằng luyện đan sư công hội chỉ là phân bộ nho nhỏ trong Thiên Huyền quốc, nhưng bởi vì sau lưng có chỗ dựa, nên mặc dù vương triều thay đổi mà vẫn đứng sừng sững. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, cho dù là tàng thư khố sơ đẳng cũng ẩn chứa lượng tri thức phong phú kinh người cho dù là danh sư chân chính cũng không thể xem hết tất cả thư tịch như vậy càng không thể vận dụng tất cả tri thức ẩn chứa trong đó vậy mà trương huyền lại làm được có nhiều tri thức như vậy nếu nói hiểu rõ về luyện đan trong thiên huyền quốc hắn nói mình đứng thứ hai tuyệt đối không ai dám tuyên bố mình đứng thứ nhất đương nhiên đây chỉ là lý luận mà thôi nếu bảo hắn tự mình hành động đừng nói luyện đan sợ rằng hắn còn không biết cách nhóm lửa đi tìm chút thức ăn vuốt cái bụng đã xẹp từ lâu trương huyền vươn vai hắn bước nhanh ra khỏi tàng thư khố hôm nay ăn điểm tâm sau đó lên lớp học tâm khảo vấn khảo hạch luyện đan học đồ bận bịu rối tinh dối mù dạ dày đã sớm kháng nghị từ lâu nếu không phải thực lực tiến bộ thân thể được tăng cường nếu không hắn cũng không kiên trì được lâu đến thế Tàng thư khố sơ đẳng nằm sâu bên trong gian phòng khảo hạch học đồ, từ trong đi ra, hắn nhìn thấy Âu Dương Thành, đỗ mãn vẫn ngồi tại chỗ, cầm bút lông trong tay, dường như đang viết cái gì đó, vẻ mặt quái lạ, xoắn suýt, khó chịu. Các người đang làm gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hai luyện đan sư quái lạ như vậy, Trương Huyền cảm thấy khó hiểu nên đi tới. a à, hai người Âu Dương Thành đang nghiên cứu việc Trương Huyền lật sách là muốn làm gì, giờ nhìn thấy hắn đột nhiên đi tới, cả hai cùng giật mình, hết hồn vội vàng dùng tay che tờ giấy trên bàn. Trương Huyền cúi đầu nhìn sang. Trên đó có đầy chữ. Suy đoán mục đích lật sách trong tàng thư khố. Thứ nhất, giả vờ giả Việt, 30 phiếu thứ hai, vô vị một phiếu thứ ba, nghiên cứu chất liệu thư tịch một phiếu. Nhìn thấy mấy dòng chữ này, trong đầu Trương Huyền chợt âm u. Không phải viết về ta sao? Chỉ có hắn mới lật sách trong tàng thư khố. Viết về ta, nhưng bỏ phiếu là trò quỷ gì thế còn nữa giả vờ giả vịt xếp thứ nhất hơn nữa còn nhiều phiếu như vậy khắc khắc chẳng qua chúng ta cảm thấy kỳ quái khi thấy người lật sách trong tàng thư khố vì lẽ đó hai người chúng ta hiếu kỳ nên thảo luận một chút thấy hắn đã phát hiện âu dương thành đành không che giấu áp chế cảm xúc lúng túng người ta nói âu dương thành luyện đan sư là người luôn luôn nghiêm túc giờ lại có thể trốn trong phòng nghiên cứu mục đích lật sách của một luyện đan học đồ khác thậm chí còn bỏ phiếu với người khác, nếu tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ khiến nhiều người không dám tin tưởng. Ta muốn tìm một quyển sách nhưng không tìm thấy, vì lẽ đó tùy tiện lật xem." Trương Huyền thuận miệng giải thích. Hắn không thể nói chuyện liên quan tới Thiên Đạo Đồ Thư quán, nhưng động tác lật sách quá quỷ dị, khó tránh làm người khác hoài nghi, xem ra sau này phải cẩn thận mới được. Nhưng chỉ lật sách, lại không làm gì, những người khác tuy hoài nghi nhưng lại không biết hắn đang làm gì chắc chắn cũng không ngờ trong đầu hắn lại có một cái thư viện khổng lồ như vậy chỉ đơn giản như vậy nghe nói như thế vẻ mặt âu dương thành và đỗ mãn khó coi như bị táo bón bọn họ nghiên cứu cả buổi chiều chà không nhớ cơm không nghĩ còn tưởng rằng hắn làm như vậy là có dụng ý gì nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy không đơn giản thì thế nào trương huyền nhìn sang chỉ cần không thừa nhận thiên đạo đồ thư quán là được hắn là loại người nói dối không đỏ mặt Ây, được rồi. Âu Dương Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nghiên cứu một buổi chiều, không nghĩ tới đáp án của đối phương đơn giản như vậy, để giảm bớt lúng túng không cần thiết, hắn lập tức nói sang chuyện khác. "Ta đã thông báo cho 10 vị luyện đan sư, bọn họ sẽ đến đây vào ngày mai. Ngươi nên chuẩn bị thật cẩn thận, buổi chiều ngày mai sẽ tiến hành luận đan ở đây đấy." "Được." Trương Huyền gật gù, hắn lại hỏi một ít tin tức liên quan tới quá trình luận đan, xong xuôi đâu đó mới xoay người rời đi vừa ra khỏi phòng lại nghe giọng nói của Đỗ Mãn vang lên người thua rồi nhanh trả tiền cho ta ta thua nhưng người cũng không tính là thắng người cược hắn giả vờ giả vịt nhiều nhất giọng Âu Dương Thành bất mãn đáp lại Trương Huyền lào đảo suýt ngã các ngươi đều là luyện đan sư có thân phận không ngờ lại dùng ta làm vật cá cược còn nói ta giả vờ giả vịt giả cái đầu người ấy trong lòng cảm thấy khó chịu Trương Huyền rời khỏi gian phòng đó. Vừa đi tới cửa liền nhìn thấy mấy người Triệu Nhã đứng chờ bên ngoài. Tại sao ngươi ở đây? Ánh mắt nhìn bọn họ một cách khó hiểu. Đây là luyện đan sư công hội, không phải học viện, Triệu Nhã chạy tới đây làm gì? Trương lão sư, cảm tạ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Nhã không nhịn được nữa, trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt cảm động không nói thành lời. Mau đứng lên, cảm ơn ta làm gì? Trương Huyền cau mày. Nhà đầu này làm sao thế? vừa gặp mặt đã quỳ, lẽ nào nàng, chưa khỏi, bệnh. Vừa nghĩ tới điểm này, hắn hỏi. Người ăn hàn dương mẫu thảo chưa? Hiệu quả thế nào? Nghe thấy bốn chữ, hàn dương mẫu thảo, lúc trước siêu hàn hoài nghi hắn không biết dược liệu gì nên tùy tiện tặng cho người khác, nhưng giờ đây hắn bị chấn động không nhỏ. Xem ra hắn biết dược liệu là gì, như vậy đương nhiên cũng biết giá trị của nó. Dược liệu giá trị như thế lại có thể tùy tiện tặng cho học viên, chỉ vì giúp học viên kích hoạt thể chất đặc thù, hắn đã không sợ mạo hiểm mà tham gia tiến hành khảo hạch luyện đan sư. Không cần biết hắn dạy học như thế nào, chỉ cần phẩm chất sư đức như thế cũng đủ khiến Diêu Hàn bội phục sát đất. Trương lão sư, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, là ta dùng giả tiểu nhân đo lòng quân tử, xin thứ lỗi. Diêu Hàn tiến lên phía trước, triệt để bội phục. Nghĩ lại hành vi của mình lúc trước, hắn cảm thấy buồn cười. Lão sư làm hết trách nhiệm như thế, làm sao có khả năng dạy không tốt. Xem ra lời đồn bên ngoài chỉ là nhảm nhí, không phải là sự thật. Chuyện này, nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Trương Huyền chớp chớp mắt. Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao ta tiến hành khảo hạch luyện đan sư học đồ, bọn họ lại biến thành như vậy? Hắn nhanh chóng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Mục đích hắn tới đây là tìm phương pháp để kích hoạt thể chất đặc thù cũng không phải vì một mình Triệu Nhã, mà còn cả Viên Đào. Hắn không nghĩ tới cách làm bình thường này lại khiến nàng cảm động như vậy. Nhưng hắn nghĩ kỹ lại hiểu ra, luận đan trong mắt người khác, tỷ lệ thành công quá thấp, quá nguy hiểm, bản thân hắn làm việc nghĩa không chùn bước, trong mắt bọn họ, hắn chính là người làm tất cả vì học viên, có thể gánh chịu bất cứ khó khăn gì. Chỉ phần tình nghĩa này đã là vô giá. Hiểu rõ mọi chuyện, Trương Huyền im lặng không nói được gì chính mình khiến triệu nhã cảm động nhưng kỳ thực đối phương làm như vậy cũng khiến chính mình cảm động trước đây hắn chiêu mộ những học viên này vì tránh bị khai trừ khỏi học viện mà thôi hiện tại mới phát hiện mọi người đều có cảm tình người đối đãi với người khác thế nào người khác cũng sẽ đối đãi với người y như vậy những học viên này càng cảm kích hắn càng cảm nhận rõ trách nhiệm của lão sư và sự phó thác ẩn chứa trong đó yên tâm đi đã là học viên của ta ta sẽ dẫn các ngươi đi xa, mãi đến tận đỉnh phong thế giới. Siết chặt nắm đấm, Trương Huyền âm thầm thề với lòng mình. Vào lúc này, hắn đã hoàn thành quá trình lột xác từ một người, xuyên Việt trở thành lão sư. Âm âm, ý nghĩ này vừa xuất hiện, trên đỉnh cao nhất của thiên đạo đồ thư quán sinh ra tiếng nổ mạnh, hình thành một quyền thư tịch màu vàng, nhưng Trương Huyền lại không nhìn thấy. Trương 103, võ giả lục trọng tích huyệt cảnh thượng. Trương lão sư, tiền mua hàn dương mẫu thảo, ta tạm thời không có nhiều như thế, ta giao cho ngươi một ít trước, xem như Bạch Ngọc Thành chúng ta mua, cũng không thể để ngươi lao tâm lao lực vì tiểu thư, còn gặp rủi ro. Không biết nội tâm của hắn biến hóa, Diêu Hàn tiến lên phía trước, hắn móc hai vạn kim tệ trong ngực ra. Không cần, một gốc dược liệu thôi mà, không tính là gì. Trương Huyền lắc đầu, vừa mới cảm thấy có trách nhiệm và cảm giác của một lão sư, làm sao có thể cầm tiền của học viên chứ, hơn nữa, chỉ là một gốc hàn dương mẫu thảo mà thôi, hàn dương thảo cũng chỉ có 100 đồng tiền vàng tệ một gốc, mẫu thảo cũng không quý hơn bao nhiêu, hắn thân ra trăm vạn, làm sao quan tâm chứ? Vấn đề then chốt nằm ở chỗ hắn cũng giả vờ mới có được gốc dược liệu này, không cần phải dùng tiền mua, nên đem tặng cũng không đau lòng. Chuyện này, thấy thái độ đối phương kiên quyết, Diêu Hàn không thể làm gì khác hơn đành thu tiền về, không nhịn được cảm khái. Trương Lão Sư, tùy tiện tặng người khác một gốc dược liệu trị giá 10 vạn đồng tiền vàng, lòng giả như vậy, thật sự khiến người ta bội phục. Điều đáng buồn cười hơn cả, là ta còn cảm thấy người muốn bắt nạt lừa gạt tiểu thư nhà chúng ta. Cái gì, một gốc dược liệu giá 10 vạn? Môi trường huyền run run. Hàn dương mẫu thảo có giá trị 10 vạn. Thật hay giả? Sớm biết là 10 vạn, cho dù thế nào cũng phải cầm một ít. Người khác đều là học viên hiếu kính lão sư, vậy mà tại sao bản thân mình lại đi làm ngược lại chứ? Đúng đấy, siêu hàn cảm thấy kỳ quái ngó Trương Huyền. Lẽ nào Trương Lão Sư không biết giá cả? Ta, nội tâm nhỏ máu, nhưng hắn biết một khi đã nói thì không thể thu hồi, Trương Huyền lập tức nghiêm mặt, tỏ vẻ kiêu ngạo của thế ngoại cao nhân xem thường trần tục. Đương nhiên không phải, tiền tài với ta không là gì cả. Triệu Nhã là học viên của ta, chỉ cần hữu dụng với nàng, đừng nói chỉ là một gốc dược liệu giá 10 vạn, cho dù là 20 vạn, 30 vạn cũng không đáng nhắc tới Chuyện đã rồi, hắn chỉ có thể thuận nước mà đẩy thuyền thôi Tiểu thư thật sự tìm được lão sư tốt Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, siêu hàn bái phục muôn phần Khó trách tiểu thư liên tục ca ngợi Phẩm chất như vậy thật sự vô cùng đáng ca ngợi Văn tuyết đứng gần đó mặt đỏ tương bừng Hận không thể tìm khe nước nào đó mà chui vào Người ta là lão sư, hơn nữa còn là lão sư có sư đức cao thượng như thế bản thân mình còn cứ cho rằng người ta kiếm cớ theo đuổi, còn chê cười người ta. Thực sự quá buồn cười. May mà hắn đại nhân đại lượng nên không quan tâm, nếu không, dựa vào thân phận luyện đan học đồ thì hắn cũng thừa sức khai trừ bản thân, muốn quay trở lại để làm cũng không được. Thôi các người về đi, ta phải chuẩn bị để ngày mai luận đan. Giả vờ giả vịt, 10 vạn đồng tiền vàng không còn. Nói thật cầm số tiền này cũng không có gì, là tiền do Bạch Ngọc Thành bỏ ra, cũng không phải của triệu nhã. Cô nén không chảy nước mắt, Trương Huyền đi ra ngoài. Cơm nước xong, lúc quay về học viện đã là 12 giờ khuya. Hiện tại không buồn ngủ, ta cũng nên nghiên cứu làm sao đột phá tích huyệt cảnh đi. Tiếp trước, hắn là người thích ngủ muộn, hiện tại có tu vi, thân thể càng tốt hơn, hôm nay dù đã khuya nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Ngày hôm nay thi triển lộ tu vi trong học tâm tháp, nắm giữ thực lực tích huyệt cảnh, chẳng mấy chốc kiểu gì học viện chẳng có hành động, sẽ cho mình trở thành trưởng lão. Trở thành trưởng lão, hắn có cơ hội đi tàng thư các dành cho trưởng lão để đọc sách. Đến thời điểm đó gần như chắc chắn có thể tìm được bí tịch võ giả lục trọng, hoàn thiện thiên đạo thần công. Đương nhiên, trước đó, nghiên cứu một chút là được. Dù sao lúc ở gia môn Lục Trầm đại sư hắn cũng đã để thiên đạo thư viện quán sao chép mười mấy bản bí tịch, tuy rằng chỉ có đôi câu vài lời, cũng không kết nối với nhau nhưng vẫn có thể nghiên cứu một chút. Tinh thần khẽ động, mười mấy bản bí tịch trong gia môn lục trầm đại sư liền xuất hiện trong đầu hắn. Kỳ thực tu luyện tích huyệt cảnh rất đơn giản, chính là trình tự mở huyệt đạo. Đọc lướt qua những thư tịch này một lượt, Trương Huyền hiểu ra. Nghe nói, thân thể có tổng cộng 108 huyệt đạo. Tuy chỉ có thể mở 72 huyệt đạo, hơn nữa khi mở những huyệt đạo này cũng cần phải có trình tự. Thể chất mỗi người không giống nhau, Cần trình tự không giống nhau mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu không tìm được phương pháp, chỉ sợ cả đời chỉ có thể mở ra ba bốn huyệt đạo, cũng không thể tiến bộ chút nào. Giống như dọn dẹp bùn dưới lòng sông, chậm rãi dọn dẹp từ thượng du xuống hạ du thì có thể dọn dẹp sạch sẽ. Nếu dọn dẹp từ giữa sang hai đầu sông, không những dọn không sạch, không cẩn thận còn có thể làm dòng sông bế tắc. Chính vì như thế, mở huyệt đạo đầu tiên rất trọng yếu, một khi sai lầm sẽ ảnh hưởng phía sau. Bản kim hóa công này, nơi mở ra đầu tiên là thần lực huyệt, có sức mạnh mới có thể mở các huyệt đạo quan trọng hơn. Bản dịch dương huyết này lại mở trung su huyệt, bởi vì nằm ở giữa thân thể. Mười mấy cuốn thư tịch, mở huyệt đạo đầu tiên không giống nhau, mỗi bản đều có đạo lý riêng của nó. Người khác xem tới đây sẽ hoa mắt, nhưng Trương Huyền có thiên đạo đồ thư quán, có thể phân biệt sai lầm và khuyết điểm, sau khi xem một lượt liền biết tất cả đều sai lầm, không tìm ra huyệt đạo đầu tiên để mở một cách thật chính xác, giống như không tìm được thượng du của dòng sông. Một khi tính sai, việc tu luyện sau này sẽ phiền phức, coi như xong. Lại nghiên cứu một hồi, phát hiện những bí tịch này đều nêu mở huyệt đạo đầu tiên không chính xác, Trương Huyền đang định từ bỏ, đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện. Những thư tịch này đều ghi chép huyệt đạo sai lầm, thân thể con người có tổng cộng 108 huyệt đạo, ta lần lượt thử từng cái một chẳng phải sẽ biết mở cái nào đầu tiên, cái nào thứ hai sao? Phương pháp mở huyệt đạo rất đơn giản, điều động chân khí xung kích là được, then chốt là trình tự. Nếu tất cả những gì ghi chép trong sách là sai lầm, thì 108 huyệt đạo đó kiểu gì cũng phải có một cái chính xác. Người khác không dám thí nghiệm, nhưng bản thân hắn thì đó không phải là vấn đề. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thể bài trừ sai lầm, những thứ còn lại sẽ là chính xác. Thử xem sao. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền không chút do dự đứng dậy tìm giấy bút. Hắn liệt kê ra 108 huyệt đạo của cơ thể, đồng thời cũng lược bỏ những huyệt đạo sai lầm trong mười mấy bản bí tịch kia để tìm ra huyệt đạo chính xác. Sau khi loại bỏ, 108 huyệt đạo còn lại hơn 20 cái. Nhưng cũng không gấp gáp lắm, Trương Huyền tiện tay sao chép một cuốn bí tịch, cũng ghi chép cả phần mở huyệt đạo đầu tiên, hắn lần lượt thay đổi 20 huyệt đạo này. Ừm. Um, thiên đạo đồ thư quán xuất hiện bí tịch mới, cho thấy sai lầm và khuyết điểm trong đó. Thời điểm thí nghiệm lần thứ 13, đầu óc chấn động, bí tịch ghi chép mở huyệt đạo đầu tiên không còn một chút sai lầm nào. Ha ha, thành công rồi. Thiên đạo đồ thư quán biểu hiện không có sai lầm, chứng tỏ hắn sẽ mở huyệt đạo này đầu tiên và tiến vào tích huyệt cảnh. Tâm khiếu huyệt, đây là huyệt đạo ẩn giấu sâu nhất, chân khí không tinh khiết, võ giả ngũ trọng đỉnh phong không thể mở ra, Khó trách những thư tịch này không có. Xác định mở được huyệt đạo đầu tiên, nội tâm Trương Huyền vô cùng hưng phấn. Tâm khiếu huyệt, nó nằm sâu trong trái tim, là một trong 36 huyệt đạo không thể mở ra, chân khí không tinh khiết, không chỉ không thể mở ra, nếu không cẩn thận sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không có Thiên Đạo Đồ thư quán xác định, hắn không dám tin đây là huyệt đạo đầu tiên. Khó trách trên đời nhiều bí tịch như vậy, đều không tìm ra trình tự chính xác thì ra huyệt đạo chính xác lại là một trong 36 khiếu huyệt không thể mở ra. Giờ xem ra, cái gọi là không thể mở ra ấy sự thực cũng không phải là như vậy, chỉ cần tìm ra đúng trình tự thì sẽ có thể thành công. chương 104, Võ Giả Lục Trọng Tích Huyệt Cảnh Hạ Bắt đầu thôi. Xác định được huyệt đạo mở đầu tiên rồi, những việc còn lại rất đơn giản, phương pháp không khác nhau là mấy. Trương Huyền không do dự quá lâu, hắn liền khống chế chân khí trong cơ thể lao tới vị trí tâm khuyết huyệt ầm ầm thời gian không lâu một tiếng nổ lớn vang lên thân thể hắn rúng động vài cái trương huyền cảm thấy tâm thần của mình tăng vọt về chất bất kể tốc độ phản ứng hay tinh thần đều được tăng cường rất lớn võ giả lục trọng tích huyệt cảnh đột phá thành công vào lúc này nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được luồng ánh sáng óng ánh tới từ huyệt đạo trong cơ thể giống như những chấm sáng nhỏ trong đêm tối ục ục ục. Huyệt đạo mở ra, linh khí truyền vào bên trong, lực lượng của hắn lại tăng lên một đỉnh. Quá tốt rồi. Cảm nhận thân thể đang dần biến hóa, Trương Huyền biết lúc nãy mình đã đột phá đúng rồi. Sau này không tìm được công pháp, hoàn toàn có thể thử nghiệm lần lượt từng cái. Cho dù có cả vạn con đường tu luyện, có thể tìm ra được những sai lầm trong đó, tự nhiên sẽ có thể tìm ra con đường chính xác. Đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn trước đây chỉ là một ý nghĩ xuất hiện trong lòng, không ngờ nó lại có thể thành công. Đương nhiên, cho dù là tích huyệt cảnh cũng giống như vậy. Thân thể có 108 huyệt đạo, mỗi cái đều là cố định, chỉ cần thử nghiệm lần lượt từng cái là được. Nếu muốn từ không có gì sáng tạo ra công pháp, cho dù có cái máy gian lẫn như thiên đạo đồ thư quán, sợ rằng sẽ khiến cho người ta mệt chết. Kỳ thực trương huyền không biết, cái gọi là 36 huyệt đạo không thể mở ra ấy, không có lửa làm sao có khói, không có chân khí tinh khiết, không thể mở huyệt đạo. Hình dung đơn giản như thế này, nếu như nói các huyệt đạo khác là con đường, 36 huyệt đạo này chính là đường ống như lỗ kim, chân khí vẫn đục giống như dòng nước mang theo bùn lầy, chảy trong con đường thì không có gì, nhưng muốn chảy trong đường ống giống lỗ kim thì là chuyện không thể. Chỉ một hạt cát trong nước bùn cũng có thể chặn cả đường ống, nếu cưỡng ép xung kích, không cẩn thận sẽ phá vỡ huyệt đạo, thân thể nổ tung mà chết trương huyền tu luyện thiên đạo thần công không có sai lầm chân khí tinh khiết không hề có tạp chất giống như nước tinh khiết cho dù đường ống giống như lỗ kim cũng thông qua dễ dàng nên đã mở ra thành công tiếp tục thí nghiệm huyệt đạo thứ hai có kinh nghiệm thành công rồi trương huyền tiếp tục nghiên cứu huyệt đạo thứ hai không biết qua bao lâu hắn đã thuận lợi mở xong huyệt đạo thứ hai chỉ cần tìm đúng huyệt đạo sẽ không khác gì con thuyền đi xuôi dòng đột phá dễ dàng tới cực điểm Tại nơi ở của Triệu Nhã, Diêu Hàn ngồi cách đó không xa. Tiểu thư, chúng ta cùng nói một chút về vị trương lão sư đi, còn chuyện thân thể của ngươi khó chịu, gốc dược liệu này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn vốn mang thành kiến lớn với Trương Huyền, nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy đối phương vì học viên của mình, không tiếc đưa thân vào hiểm cảnh, tiện tay đưa tặng dược liệu giá trị 10 vạn đồng tiền vàng nên hắn không nhịn được trao mày hỏi. Chuyện khác có thể che giấu, chứ khí chất nhẹ như mây gió, thế ngoại cao nhân như vậy thì nhất định không thể mô phỏng ra được người nắm giữ khí chất và sư đức như vậy làm sao có khả năng là người xấu lừa gạt nữ tử xem ra lúc đầu mình nghĩ sai rồi hơn nữa thân thể tiểu thư luôn luôn khỏe mạnh tại sao phải uống thuốc hơn nữa còn là dược liệu chân quý như vậy nội tâm rất nghi hoặc hắn sắp không nhịn được nữa trương lão sư lúc đầu ta cũng ôm thành kiến với hắn mãi đến khi nhìn thấy tận mắt Nghe xong lớp học của hắn, Triệu Nhã cũng nói lại chuyện gặp nhau ngày đó. Thời điểm nói tới thân thể có bệnh hay không, sắc mặt nàng lại đỏ bừng. Nếu như trước, chắc chắn nàng không tiện nói ra khỏi miệng. Nàng luôn hoài nghi, không hiểu bản chất của mình có đổi bại hay không. Có lẽ thân thể gặp vấn đề, hiện tại nàng cũng từ lời của lão sư biết vấn đề nằm ở điểm nào, nên nội tâm cũng thoải mái. Thân thể thuần âm tu hành công pháp thuần âm Thuộc tính thuần âm điệp ra với nhau, nếu tâm thần của nàng không kiên định, chỉ sợ sớm đã không chịu được. Thể chất thuần âm, tiểu thư có thể chất thuần âm, chúng ta lại không biết. Còn cho người tu hành bạch ngọc tố nữ công. Nghe tiểu thư nói bệnh trạng và thống khổ phải thừa nhận trong những năm qua, sắc mặt siêu hàn tái nhợt, hắn ngang hàng với phụ thân triệu nhã, từ lâu đã đối xử với triệu nhã như con gái của mình. Nghĩ tới nếu không có trương lão sư nhìn ra vấn đề, sợ rằng tiểu thư sẽ lâm vào vũng bùn và thống khổ khó có thể thoát ra được. Làm trưởng bối nhưng không phát hiện chút nào, nội tâm tự trách khó có thể thừa nhận được. Thời điểm ở luyện đan sư công hội, đã nghe tiểu thư nói nàng có thể chất đặc thù, lúc đó không dò hỏi tỉ mỉ, nằm mơ cũng không nghĩ tới điểm này, hơn nữa sau khi tu luyện công pháp thuần âm mới có hậu quả này. Nếu vị trương lão sư này có bản lĩnh như vậy, sao danh tiếng lại? Nghe tiểu thư giới thiệu, trương lão sư kia tuyệt đối là nhân vật trên trời ít có, dưới đất tuyệt không, nếu lợi hại như vậy, danh tiếng chắc chắn vang xa, vậy mà tại sao lại có kết quả sát hạch như vậy, sát hạch lão sư được không điểm, còn dạy người ta tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay, phòng giáo vụ vì việc của Lưu Dương cho nên tiến hành học tâm khảo vấn. Sau đó Triệu Nhã kể lại chuyện xảy ra tại học tâm tháp một lượt. Cái gì, ngươi nói là, thượng thần trưởng lão cố ý hãm hại, cho nên danh tiếng của hắn mới kém như vậy. Trường lão sư vì bảo vệ danh dự của học viện nên không vạch trần, thực lực của hắn đã đạt tới tích huyệt cảnh đỉnh phong. Siêu hàn chấn động. Những tin tức này, nếu không phải chính tay nghe thấy, hắn tuyệt đối không dám tin. Đường đường chủ nhiệm phòng giáo vụ lại vô sỉ như thế. Mà trương lão sư, phẩm chất cao thượng như vậy. Xem ra, tất cả là do bản thân mình hiểu lầm. Hơn nữa, không những bản thân hiểu lầm, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Ta chưa từng gặp thượng thần trưởng lão, nhưng thượng bân lão sư là cháu của hắn làm người độc ác ra ra hắn cũng không tốt hơn điểm nào đổi thành người khác nghe thấy chủ nhiệm phòng giáo vụ xấu xa như thế nhất định sẽ hoài nghi ít nhiều đằng này diêu hàn không có chút hoài nghi nào cả hắn chưa từng gặp thượng thần nhưng đã từng gặp thượng bân tổn thương trên mặt mình là do đối phương ban tặng cháu đã như thế ra ra chắc chắn cũng không phải kẻ tốt lành gì tuyệt đối là rắn chuột một ổ không đáng nhắc tới Siêu thúc thúc, hiện tại người biết chuyện của trương lão sư, hy vọng sau này nên tôn trọng hắn. Giải thích xong, vẻ mặt triệu nhã đầy nghiêm túc nói một câu với Diêu Hàn. Yên tâm đi, thúc thúc không phải người hồ đồ, đã biết những tin tức này, ta biết nên làm thế nào. Diêu Hàn gật gù, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin và uy nghiêm của đại quản gia. Có điều, mấy người thượng thần và thượng bân hải ta có hiểu lầm, bại hoại danh dự trương lão sư, ta phải thương nghị với thành chủ một chút, cho hắn một bài học. Hừ, người đáng ghét như thế, nhất định phải trừng phạt. Triệu Nhã cũng gật đầu. Nàng khác với Vương Dĩnh. Vương Dĩnh tính cách ngoan ngoãn, có phần ngốc nghếch và thành thật. Còn nàng là con gái thành chủ, mang theo chí khí hiên ngang, nếu không sẽ chẳng có chuyện nghe người khác ta ngợi Trương Huyền, liền tức giận hùng hùng hổ hổ lao thẳng tới phòng học của hắn. Chính vì thế, nghe thấy Diêu Hàn nói muốn giáo huấn hai người, nàng không từ chối còn trực tiếp đồng ý nếu như không phải vì chủ nhiệm phòng giáo vụ bức bách trương lão sư sẽ không được giải oan sau này vẫn sẽ liên tục bị người khác cười nhạo tại sao có bản lĩnh như thế nhưng không thể mời được học viên nhất định phải giáo huấn phải giáo huấn thật lớn làm cho hắn thân bại danh liệt siêu thúc thúc phiền ngươi lan truyền tin tức này ra ngoài càng rộng càng tốt nghĩ tới đây triệu nhã dặn dò ừm Siêu Hàn gật đầu. Chương 105, phiền não mới thượng. Đùng đùng, bùm bùm. Trong đêm tối thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh đột phá, thực lực của hắn tăng lên liên tục. Không ngờ một đêm trôi qua nhanh như vậy. Cuối cùng, Trương Huyền mở mắt ra. Lúc này trời đã sáng. Một đêm không ngủ nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, trái lại tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh lực dồi dào. Dựa vào độ tinh khiết của chân khí và thiên đạo thần công đặc thù, Hắn đột phá vô cùng đơn giản. Chỉ có lúc tìm huyệt đạo hơi mất thời gian, dù vậy, qua một đêm vừa rồi, hắn đột phá thành công 20 huyệt đạo. Theo tiêu chuẩn bình thường, võ giả chỉ có thể mở 72 huyệt đạo, cứ mỗi 18 huyệt đạo sẽ được tính là một cấp bậc. Nói cách khác, tích huyệt cảnh sơ kỳ là mở ra huyệt đạo 1 đến 18, trung kỳ là huyệt đạo 19 đến 36, hậu kỳ là huyệt đạo 37 đến 54, đỉnh phong là huyệt đạo 55 đến 72. Đương nhiên, không ít người bởi vì tu luyện chân khí quá thấp, trình tự mở huyệt đạo có vấn đề, mở ra ba, bốn người huyệt đã đạt tới đỉnh phong, và dừng ở đó không tiến bộ, chỉ có thể nghĩ biện pháp xung kích võ giả thất trọng thông huyền cảnh. Bởi vậy, phân chia cấp bậc như vậy chỉ là lý thuyết, theo trình độ của thiên huyền quốc, mỗi người huyệt đạo là một cấp bậc, nói cách khác, tích huyệt cảnh sơ kỳ là huyệt đạo 1 đến 10, trung kỳ là huyệt đạo 11 đến 20, hậu kỳ là huyệt đạo 21 đến 30, đỉnh phong là huyệt đạo 31 trở lên. Chỉ cần mở ra 31 huyệt đạo, mặc kệ bao nhiêu, trong thiên huyền quốc, đều là tích huyệt cảnh đỉnh phong. Thời điểm Trương Huyền dừng lại ở đỉnh lực cảnh đỉnh phong, hắn nắm giữ lực lượng 8 đỉnh, sau đó tu luyện lại công pháp tam trọng ban đầu, lực lượng của hắn tăng thêm 12 đỉnh, gộp lại chính là 20 đỉnh, hiện tại mở 20 huyệt đạo, nói cách khác, chỉ sử dụng chân khí liền nắm giữ lực lượng 40 đỉnh, không ngờ có thể so sánh với cường giả tích huyệt cảnh đỉnh phong. Người khác mở huyệt đạo, 10 ngày nửa tháng cũng khó mở ra một cái, đằng này hắn chỉ dùng nửa buổi tối đã mở ra 20 cái, 9 phần 10 thời gian trong đó dùng để nghiên cứu. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn không thể làm được. Nhưng Thiên Đạo Thần Công không cái gì không làm được, nếu như không có hiệu quả như thế, thật sự biến thành trò cười. Sau khi ra khỏi phòng, thuận tiện ăn một ít điểm tâm, rồi nhanh chân đi về phía lớp học. Người nói Trương Lão Sư vì giúp người tìm phương pháp kích hoạt thể chất, không ngại luận đan trở thành luyện đan sư. Trong lớp học, Triệu Nhã nói chuyện xảy ra ngày hôm qua với đám người vương dính. Trương Lão Sư sáng tạo công pháp cho chúng ta, lại mạo hiểm vì chúng ta như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải giành được thành tích tốt trong cuộc thi đấu tân sinh tới đây. Nếu không, chúng ta sẽ phụ lòng bồi dưỡng của Trương Lão Sư. Đôi mắt mấy người trịnh dương chấn động ngay cả viên đào luôn luôn lười biếng cũng kích động không thôi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, trương lão sư trả giá vì bọn họ nhiều như vậy, nếu không báo ân, bọn họ chẳng khác gì kẻ lòng lang dạ sói. Không được, ta phải đi tu luyện. Ta cũng thế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều như được thổi thêm một nguồn sức mạnh, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là giành vẻ vang vì trương lão sư, nhất định phải đạt được thanh danh lớn trong thi đấu tân sinh. Chuyện gì thế này? đi vào lớp học nhìn thấy học viên không nói chuyện phiếm hơn nữa bọn họ còn đang tu luyện một cách nghiêm túc khắc khổ trương huyền cảm thấy không thích ứng kịp bọn họ ăn trúng thuốc gì sao lão sư đang định lên lớp hắn liền nhìn thấy bọn vương đào vương nham và triệu nham phong đi tới trương huyền đồng ý cho vương đào vương nham dự thính có thể dự thính tri thức nhưng tại sao triệu nham phong cũng ở đây ta tự tiện quyết định đã trả lại khóa học của lục lão sư nếu vì thế mà dẫn tới phiền toái kính xin lão sư trách phạt vừa tiến vào phòng triệu nham phong liền chủ động nhận tội nghe nói như thế trương huyền mới hiểu vì sao lục tầm vô duyên vô cớ gây phiền phức cho mình thì ra nguyên nhân nằm ở đây hắn là lão sư minh tinh nổi danh nhất học viện bản thân mình lại là rác rưởi đếm ngược hiện tại có hai học viên chủ động trả lại khóa học của hắn đi dự thính lớp của rác rưởi thử hỏi ai có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ một khi tin tức truyền ra, còn gọi gì là uy tín của hắn nữa chứ? Làm sao làm học viên tin tưởng và nghe theo? Thế thì cứ dự thính ở đây vậy. Chuyện đã vậy rồi, nếu hiện tại đuổi triệu nham phong trở lại, chưa biết chừng còn bị nói là sợ hãi lục tầm, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết. Cũng chỉ là học viên dự thính mà thôi, không cần thiết phải chỉ điểm riêng rẽ, nguyện ý nghe thì nghe, không muốn thì đi, không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Được, ở lại đi. Ngày hôm qua ta dạy công pháp cho các ngươi, chắc hẳn đều luyện rồi chứ? Không quan tâm ba người này, Trương Huyền nhìn về phía mấy người Triệu Nhã, Vương Dĩnh. Đã luyện rồi. Ánh mắt của mọi người lóe lên sự hưng phấn. Trương lão sư tự mình sáng tạo công pháp cho bọn họ quá lợi hại, chỉ tu luyện một đêm, bọn họ đã cảm giác lực lượng trong người tăng lên không ít, hiệu quả sánh ngang 10 ngày lúc trước. Chính vì thế, bọn họ càng khâm phục lão sư không lớn hơn bọn họ bao nhiêu ừm, từng người đánh một bộ quyền pháp cho ta xem. Vương Dĩnh, bắt đầu từ ngươi. Trương Huyền nhìn sang. Dạ. Vương Dĩnh bước lên phía trước, bắt đầu thi triển một bộ quyền pháp. Không tồi. Xem xong, Trương Huyền gật gù, cũng nói rõ khuyết điểm khi tu luyện. Tiếp theo là đám người triệu nhã, Lưu Dương lần lượt tiến lên cùng thi triển võ kỹ. Nói tổng thể, tốc độ tu luyện của năm học viên đều không chậm. Nếu đặt ở chỗ các lão sư khác, có thể nói là tốc độ kinh người. Nhưng dù tiến bộ như vậy, trong vòng nửa tháng, muốn tỉ thí với học viên của Lục Tầm, hắn cảm thấy còn kém không ít. Lục Tầm là lão sư minh tinh trong học viện, có thể đi theo hắn, hầu như đều là học viên đứng đầu trong bảng danh sách khảo hạch nhập học. Khảo hạch nhập học chính là khảo hạch tổng hợp tố chất và thiên phú, mấy người triệu nhã, Vương Dĩnh tiềm lực lớn nhưng chỉ đạt ở top 100. Nói riêng về thực lực, cũng chỉ khá hơn một số người. Bốn người kia thậm chí còn không lọt nổi top 500. Đặc biệt là Viên Đào, hắn là học viên đếm ngược đệ nhất, danh xứng với thực. Lục Tầm có mấy trăm học viên, tự nhiên không thể cho mấy trăm học viên đánh với 5 học viên của hắn, như vậy rất không công bằng, nhất định sẽ chọn ra 5 người trong đó. 5 người được chọn ra trong mấy trăm người, đám người Triệu Nhã muốn vượt qua, độ khó có thể tưởng tượng được. Không nói cái khác, nghe nói ba người đứng đầu khảo hạch đều là môn hạ của hắn. Hơn nữa đều đột phá đến võ giả nhị trọng. Một chu hồng xếp thứ tư, năm học viên liên thủ còn đánh không lại, làm sao có khả năng chống lại ba người này? Tiềm lực, thiên phú, tố tổ chất tổng hợp, tuy rằng có thể gia tăng thành tích cho học viên, nhưng kỳ thực người tu luyện vẫn là xem trọng thực lực nhất. Không có thực lực, những thứ khác đều là vô dụng. Thua trên đài tỷ thí, tất cả thành tựu lúc trước đều bị người khác phủ định. Chân của Vương Dĩnh vừa chưa khỏi, vẫn chưa thích ứng lực lượng không thể thông suốt toàn thân nếu có hai tháng ôn dưỡng thì còn đỡ chứ nửa tháng quá khó khăn trịnh dương đã bước ra khỏi bóng mờ thương pháp tiến bộ nhanh chóng nhưng thi đấu tân sinh chú ý điểm tới là dừng một khi hạn chế về binh khí ưu thế sẽ biến thành yếu thế nhất định phải tăng cường năng lực chiến đấu cận thân của hắn tay phải của lưu dương chỉ ít cũng phải cần nửa tháng mới có thể giải quyết thời gian quá gấp hắn đã xem tất cả thư tịch liên quan tới thi đấu tân sinh trong thiên đạo đồ thư quán. Trương Huyền dây dây chán vẻ mặt lộ rõ vẻ u sầu. Audio điện tử võ tấn bền chương 106, phiền não mới hạ. Nếu tu luyện từng bước, tới cuối học kỳ, hắn nhất định có thể giúp tu vi học viên tăng lên như gió, một tiếng hót kinh người. Nhưng đây là cuộc giao đấu trong nửa tháng nữa, thật sự làm khó người ta. Bất kể là Vương Dính, Triệu Nhã, Trịnh Dương, Lưu Dương hay là Viên Đào, thân thể gặp vấn đề như vậy, cho dù biết, trong khoảng thời gian ngắn đều khó có thể giải quyết. Thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra khuyết điểm, nhưng sẽ không đưa ra phương pháp giải quyết chính xác. Phương pháp giải quyết của mấy học viên này, bản thân nghiên cứu thật nhiều thư tịch và kết luận, hiệu quả chỉ bình thường. Trong thời gian ngắn như thế, vấn đề còn không giải quyết được thì làm sao có khả năng giúp tu vi của bọn họ tăng lên nhanh như gió? thực lực bọn họ tăng lên như gió. Đương nhiên, nếu như truyền thụ Thiên Đạo thần công, nhất định có thể giúp tu vi tiến nhanh, nhưng Trương Huyền cũng biết, bộ công pháp này, trừ mình ra, không thể truyền thụ cho ai khác. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, một khi tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho dù hắn nắm giữ máy gian Lận Thiên Đạo đồ thư quán, có thể nhìn ra mệnh môn, nhưng vô dụng khi đối mặt với cường giả chân chính. Đầu tiên không nói cường giả chân chính có khuyết điểm hay không, cho dù có, thì tốc độ, lực lượng cũng không theo kịp, đánh chúng điểm yếu cũng chưa chắc làm gì được người ta. Trịnh Dương còn đơn giản một ít, có thể nghĩ biện pháp tìm một bộ võ kỹ cho hắn, giúp hắn tu luyện thành công trong nửa tháng, đủ để ứng phó đại cục. Vương Dĩnh, ta giúp nàng phá tan huyệt đạo đóng kín trên hai chân, nhưng bị thương hai năm qua, căn cơ bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, bất kể kinh mạch hay bắp thịt đều cần ôn dưỡng, phương pháp bình thường sẽ khôi phục triệt để trong nửa tháng thậm chí nâng cao một bước là chuyện tuyệt đối không thể trừ phi dùng nước thuốc đặc thù tẩm bổ lưu dương cần một ít đan dược đả thông kinh mạch đánh tan kinh mạch bế tắc nhiều năm triệu nhã viên đào giống lúc trước nghĩ biện pháp kích hoạt thể chất là được nói ra thì đơn giản trên thực tế lại rất khó khăn không nói cái khác trịnh dương là người dễ dàng nhất hắn tu luyện thương pháp nhiều năm đổi luyện một võ kỹ khác nếu như không thể thông hiểu đạo lý, ngược lại sẽ trở thành nét bút hỏng, thực lực không tăng mà còn giảm xuống. Phó ký, uy lực lớn tu luyện chậm, uy lực nhỏ thì vô dụng, nửa tháng thông hiểu đạo lý. Độ khó lớn tới mức có thể nghĩ. Việc phó ký không cần gấp, vương dĩnh cần nước thuốc, luyện đan sư công hội sẽ có. Nói cách khác, vấn đề của đám người triệu nhã đều được công hội giải quyết. Ánh mắt Trương Huyền mang theo quả quyết. Xem ra nhất định phải tham gia luận đan ngày hôm nay hơn nữa nhất định phải thông qua. Thật ra, mối nguy hiểm bị loại trừ khỏi học việc đã sắp qua, đáng lẽ hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, thông thả giáo dục, nhưng lục tầm đột nhiên lại chạy tới đánh thẳng mặt hắn, làm người xuyên Việt, lại mang theo ngón tay vàng, nếu hắn bị thổ dân đánh, hắn còn mặt mũi sống nổi hay sao? Bớt nói cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, báo thù không cách đêm, nếu đối phương là lão sư minh tinh tự đưa mặt tới, đương nhiên hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, cục diện bây giờ, cho dù mình đã giải quyết phòng giáo vụ, không lo bị khai trừ tư cách lão sư trong thời gian ngắn, nhưng trên thực tế vẫn có không ít người đang chờ chế diễu hắn. Nguyên nhân là do bản thân hắn đã dùng tư cách lão sư đánh vào mặt lãnh đạo, làm học viện lâm vào bê bối, ở bất cứ địa phương nào cũng không cho phép một tiểu tử như vậy tồn tại. Một khi thua thi đấu tân sinh, đủ loại áp lực khẳng định lũ lượt kéo đến, khi đó hắn càng khó khăn hơn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải thắng, cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa. Về phần vì sao không đi thẳng một mạch, trời đất bao la mặc ta tiêu dao Thân là lão sư, một khi rời đi trong thời gian bị người khác khiêu chiến, việc này không khác gì bỏ trốn, sẽ lưu lại vết bẩn trong sư giả công hội. Đến thời điểm đó, đừng nói làm danh sư, chỉ sợ hắn còn không bỏ lên nổi chức danh lão sư cao cấp. Điểm mấu chốt nhất chính là, năm học viên này tiến nhiệm hắn triệt để, xem hắn thành người trọng yếu nhất trên đời, làm lão sư cũng không thể nhìn bọn họ thất vọng. Được rồi, hiện tại bắt đầu giảng bài. Trong lòng đã có kết luận, hắn không thể sốt ruột, bắt đầu giảng bài bình thường. Những gì hắn giảng giải chính là kết luận chính xác của tất cả thư tịch trong tàng thư các, tuy rằng không có cái gì thú vị hay hấp dẫn nhưng vô cùng sâu sắc, khiến người nghe có cảm giác giờ mới được hiểu rõ. Không những năm học viên được ích lợi không nhỏ, ngay cả Vương Đào, Vương Nham Triệu Nham Phong Dự Thính cũng kích động đỏ mặt giống như ăn nhân sâm. Vào lúc này, bọn họ đồng thời hiểu rõ, cho dù chỉ là học viên Dự Thính, không được Trương lão sư tự mình chỉ điểm nhưng những tri thức học được cũng tuyệt đối không ít. Nên chỉ cần lắng tai nghe, tu vi nhất định sẽ tiến bộ nhanh chóng. Trương lão sư đang giảng giải hệ thống tu luyện mới, một loại giá trị quan mới, đủ để lật đổ giá trị quan toàn bộ giới tu luyện, bài học hôm nay tới đây thôi. Trở về cố gắng tu luyện ngày mai ta sẽ kiểm tra tu vi nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa trương huyền khoát tay áo một cái rõ mấy người triệu nhã đứng dậy cáo từ luận đan sắp bắt đầu cũng nên sang đó thôi biết thời gian không chờ người nếu đã xin luận đan đương nhiên sẽ không từ bỏ trương huyền rời khỏi lớp học đi về hướng luyện đan sư công hội vừa tiến vào công hội văn tuyết tiến lên đón tiếp ánh mắt nàng ngày hôm qua đầy vẻ khinh bỉ Ngày hôm nay chỉ có kính sợ Người trước mặt nhỏ tuổi hơn nàng Nhưng đã trở thành luyện đan học đồ chân chính Là người mà nàng không dám đắc tội Âu Dương đan sư bảo ta chờ ở đây Hắn nói đã tìm đủ 10 vị luyện đan sư Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu Đương nhiên Nếu như người hiện tại đổi ý Hắn cũng có thể làm chủ Hủy bỏ lần luận đan này Văn Tuyết nhìn sang Không cần hủy bỏ Trương Huyền lắc đầu Vì khảo hạch luyện đan sư hắn không muốn tiêu hao quá nhiều thời gian, nếu có thể bắt đầu vào hôm nay, cũng không cần phải hủy làm gì. Mời sang bên này. Dường như đoán trước được quyết định của hắn, Văn Tuyết lắc đầu một cái, nàng đi trước dẫn đường. Vẫn là chỗ khảo hạch lúc trước, có điều đi vào sâu hơn, hai người nhanh chóng tiến vào đại sảnh rộng lớn. Nơi này rộng mấy trăm mét vuông, 10 cái ghế xếp thành một vòng tròn, phía sau là lò luyện đan to lớn, lò lửa cháy hừng hực, khiến người ta có cảm giác cực nóng. Luận đan, muốn biết chính xác hay không, đương nhiên cần kiểm tra ngay tại chỗ, lò luyện đan có tác dụng như vậy. Trương Huyền, người đến rồi, hiện tại ngươi muốn đổi ý còn kịp, ngươi yên tâm, dựa vào thiên phú của ngươi, theo ta học tập, ta có thể giúp ngươi trong vòng nửa năm có thể luyện chế ra đan dược, khảo hạch luyện đan sư thành công. Cửa phòng mở ra, Âu Dương Thành đi vào, lời nói vẫn đầy vẻ an ủi và khuyên nhủ. Hắn vẫn không cho rằng người trẻ tuổi trước mặt có thể vượt qua luận đan thời gian nửa năm quá dài. Trương Huyền lắc đầu, đùa dẫn sao, nếu có thời gian nửa năm, cũng không cần phiền toái như vậy, chạy tới luyện đan sư công hội tìm sách. Được rồi, thấy hắn kiên trì liền biết không thể khuyên can, Âu Dương Thành lắc đầu thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Huyền là người trẻ tuổi khí thịnh, một khi té ngã, khẳng định sẽ biết luận đan khó khăn cỡ nào. Các vị, vào đi thôi. Nói ra một câu, bóng người núi đuôi nhau đi vào, không nhiều không ít, vừa vặn 10 vị. Có người trung niên, cũng có ông lão, nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 40. Đỗ mãn luyện đan sư lúc trước cũng có mặt trong hàng ngũ này. Trên người bọn họ mặc trường bào đặc chế dành riêng cho luyện đan sư, trước ngực có đeo một tấm huy chương đặc thù, trên đó có một ngôi sao chói mắt. Luyện đan sư nhất tinh. chương 107, luận đan bắt đầu. Dựa theo quy trình bình thường, muốn sát hạch nhất tinh, cần phải có luyện đan sư nhị tinh tỏa chấn. Trương Huyền không phải khảo hạch luyện đan, mà là luận đan. Mười luyện đan sư cùng tham dự, nhưng toàn bộ quá trình sát hạch cần dùng ngọc tinh ghi chép lại, cần phải chờ tổng bộ kiểm tra bất cứ lúc nào. Thậm chí một ít luyện đan học đồ cũng có tư cách kiểm tra, một khi phát hiện cố ý gian dối, tất cả luyện đan sư tham gia luận đan sẽ bị khai trừ. Chính vì như thế, không ai dám nhường trong luận đan, cho dù thế lực lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa cũng không được. Âu Dương hội trưởng, người nói có người luận đan sẽ không phải là nhóc con miệng còn hôi sữa này chứ. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, nhìn Trương Huyền một chút, tất cả đều lộ ra vẻ mặt quái lạ, một luyện đan sư lên tiếng trước. Có thể đến luận đan, không phải danh sư thì chính là nhân sĩ am hiểu dược lý sâu sắc. Khi mọi người nhận được tin tức, đều cho rằng sẽ là lão đầu nào đó, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là một thanh niên chưa tới 20 tuổi. Âu Dương hội trưởng ngươi xác định không phải đang nói đùa, đùa giỡn chúng ta chứ? luyện đan giống như rượu đế, càng lâu năm càng thơm, cho dù tuổi không có ý nghĩa gì, nhưng nghiên cứu nhiều năm, khẳng định sẽ tốt hơn lúc mới học rất nhiều. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, muốn sát hạch luận đan. Cho dù tuổi này học từ trong bụng mẹ, cũng có thể học được bao nhiêu tri thức. Tuy rằng Trương Huyền trẻ tuổi nhưng am hiểu dược lý rất sâu, khảo hạch bài thi lúc học đồ đã đạt điểm tuyệt đối. Nhìn thấy mọi người nghi vấn mình, Âu Dương Thành giải thích. Điểm tuyệt đối. Điều này cũng không tính là gì. Khảo hạch bài thi học đồ khảo nghiệm dược tính, dược liệu, đặc thù, có thể trả lời đạt điểm tuyệt đối, chỉ có thể nói rõ hắn có cơ sở vững chắc, chỉ bằng vào điểm này còn muốn tiến hành luận đan với chúng ta, có phải quá võ đoán hay không? Luyện đan không đơn giản như hiểu rõ dược tính của dược liệu và chủng loại, còn cần lý giải và cảm mộ đan đạo, nếu như chỉ bằng vào biết một ít cơ sở liền có thể trở thành luyện đan sư, có phải quá mức hay không? Mọi người bĩu môi vẻ mặt xem thường. Bài thi là khảo hạch dành cho học đồ, luyện đan sư chính thức, quanh năm giao tiếp với dược liệu, trên cơ bản đều có thể trả lời đạt điểm tuyệt đối, chuyện này không tính là gì. Ê, thấy mình còn chưa mở miệng đã bị nhiều người khinh bỉ như thế, Trương Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu luyện đan sư thật sự càng già càng tốt, tại sao ngươi không đào mấy tên dưới đất lên cho ta xem? Còn luyện đan, không cho ngươi luyện cho là tốt lắm rồi. Khủ khủ ho khan một tiếng, cắt ngang lời nghị luận của mọi người, Trương Huyền mở miệng. Âu Dương hội trưởng tìm các vị tới đây, không phải đến bàn luận tuổi của ta. Tuy ta trẻ tuổi, không có nghĩa luyện đan không đuổi kịp các vị. Đuổi kịp chúng ta, còn chưa phải luyện đan sư, đã tự kiêu tới mức không coi chúng ta ra gì. Người trẻ tuổi nên khiêm tốn một chút, không hiểu nhiều về đan dược còn dám luận đan, lá gan thật sự quá lớn. Tiểu tử hung hăng, một lúc nữa bắt đầu luận đan, hy vọng miệng ngươi cũng giống như hiện tại, có thể nói năng chậm rãi. Không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng đã lại biến thành đối tượng bị người ta đả kích. Mọi người cao mày, hận không thể dùng miệng lưỡi thảo phạt hắn. Luận đan, trên thực tế tương đương với một người khiêu chiến 10 vị luyện đan sư. Luyện đan sư được Âu Dương Thành tìm tới đây, mỗi người đều có tiếng tăm và địa vị rất lớn trong thiên huyền quốc, nếu như thua bởi một danh sư, một ông lão, thì cũng tạm được, Đằng này lại chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, tuổi còn chưa đến 20, nếu như hắn thắng, mặt mũi bọn họ đặt ở nơi nào. Vì lẽ đó, vừa bước vào, mọi người đã không có ý định cho hắn sắc mặt tốt, muốn hạ mã uy. Cũng chính là muốn phá hủy sự tự tin của hắn. Tiếp trước làm chó độc thân, hàng ngày bị chứng kiến các nam thanh nữ tú ân ân ái ái ngay trước mặt, hắn còn không phải sống sót kiên cường hay sao? Loại tàn phá cấp bậc như vậy, đối với Trương Huyền mà nói không có chút ý nghĩa gì. Được rồi, nhìn thấy mọi người nhao nhao càng lúc càng lớn, còn chưa bắt đầu luận đan mà đã có mùi thuốc súng nồng nặc, Âu Dương Thành tức giận sạm mặt, vội vã cắt lời mọi người. Nói chuyện khác cũng vô dụng, tất cả dùng thực lực nói chuyện. Có thực lực, mặc kệ trẻ tuổi hay không trẻ tuổi, nếu đã triệu tập mọi người tới đây luận đan, như vậy không cần nói lời vô dụng, trực tiếp bắt đầu đi. Hiện tại ta sẽ nói một chút về quy củ luận đan. Lo lắng mọi người càng nói càng khó nghe, Âu Dương Thành vung hai tay lên, bắt đầu giải thích. Luận đan, không phải biện luận, mà là do 10 vị luyện đan sư đưa ra câu hỏi, người tham gia luận đan trả lời, chỉ cần có một vấn đề trả lời không được hoặc trả lời sai lầm, như vậy sẽ phán định là thất bại. Đưa ra vấn đề, song phương không có đáp án xác định, có thể tiến hành kiểm tra thực tiến tại chỗ, cũng chính là luyện đan, lý luận của ai luyện ra đan dược phẩm chất cao hơn, người đó sẽ thắng lợi. Đương nhiên, luyện đan sư đưa ra câu hỏi, chỉ có thể nằm trong phạm vi đan dược nhất tinh, không thể vượt qua, cũng không thể cố ý nhắc tới một ít loại hình khó biết rõ. Nói đến đây Âu Dương Thành nhìn chung quanh một vòng. Các vị có nghi vấn gì không? Quy tắc rất đơn giản, giải thích rất dễ dàng. Không có. Mọi người đồng thời gật đầu. Làm luyện đan sư, cho dù chưa từng tham gia luận đan, trước khi đi tới nơi này, khẳng định đã sớm tìm hiểu kỹ, cũng biết rõ quy củ cho dù đặt câu hỏi cũng có tính hạn chế, không phải vậy, người trực tiếp hỏi luyện chế đan dược tam phẩm thế nào, hỏi một ít thủ pháp luyện đan cao thâm, đánh chết một luyện đan học đồ cũng không thể trả lời. Nếu không có nghi vấn, vậy thì... Âu Dương Thành vung tay lên, đang muốn tuyên bố bắt đầu, nhìn thấy Trương Huyền đứng lên, hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy chính khí. Không phải vội. Làm sao, hiện tại sợ rồi, có sợ thì cũng chậm rồi. Cho dù người muốn đổi ý cũng không kịp, hoặc là bắt đầu luận đan, hoặc là trực tiếp chịu thua. Mọi người nhìn thấy hắn bảo dừng, còn tưởng rằng muốn từ bỏ, tất cả đều cười gần nhìn sang. Đổi ý, trình độ như các người cũng muốn làm ta đổi ý. Trương huyền bĩu môi, trực tiếp kéo thù hận. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, hắn vừa nói ra lời này đã làm rất nhiều luyện đan sư tức giận, từng người trợn mắt nhìn, hận không thể xé hắn thành mảnh vỡ. Một lão nhân hét lớn. Thật không tiện, ta không phải nói trình độ của ngươi không được, mà là nói. Các vị ngồi đây đều không được. Trương Huyền chắp tay sau lưng, thái độ của hắn cực kỳ ngạo mạn. Là sao? So đấu võ mồm với ta, có tin ta nói nghẹn chết các ngươi hay không? Ngươi, ngông cuồng, tiểu nhi vô tri. Quả nhiên, trong nháy mắt mọi người đã nổ tung nồi, đám người như uống phải thuốc, tức giận dâu mép dựng đứng. Thấy bầu không khí sắp nổ tung, bản thân biến thành đối tượng đả kích, Trương Huyền lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhìn sang một bên. Âu Dương hội trưởng, bọn họ cảm thấy ta trẻ tuổi nên xem thường. Nói thật, ta cũng xem thường bọn họ, như vậy đi, biện luận nhiều vô vị, không bằng tăng thêm độ khó. Tăng thêm độ khó? Âu Dương Thành hơi cau mày. Luận đan đã rất khó khăn, còn muốn gia tăng độ khó. Tăng thêm thế nào? Những người khác cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cảm thấy chết chưa đủ thảm? còn muốn tìm liều thúa mạnh hơn. Rất đơn giản, luận đan chỉ là lý luận, nói nhiều hơn nữa chỉ là lý luận suông. Không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, Trương Huyền khoát tay một cái, dáng vẻ trong mắt không người. Không bằng như vậy đi, bất cứ luyện đan sư nào ở đây, chỉ cần dám luyện đan trước mặt ta, bất kể hắn dùng thủ pháp gì, ta đều có thể nói ra tên gọi của thủ pháp, sai lầm trong luyện đan, chỉ cần có bất cứ người nào cho rằng những điều ta nói là không đúng, ta lập tức chịu thua. Chương 108, Mạnh Nham. Cái gì? Chúng ta là luyện đan sư chính thức, ngươi chỉ là học đồ, lại muốn vạch ra sai lầm trong luyện đan của chúng ta. Vờ dạo oai cái gì? Chúng ta có rất nhiều thủ pháp luyện đan, đừng nói vạch ra sai lầm, ngươi có thể nhận ra hay không còn khó nói. Nghe thấy Trương Huyền nói thế, mọi người bùng nổ như ong vỡ tổ. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại dám nói chỉ cần bọn họ luyện đan là có thể nhìn ra thủ pháp? vạch ra sai lầm đầu của hắn bị nước vào hay bị lừa đá hắn điên rồi sao mấy người âu dương thành văn tuyết đứng gần đó cũng rung động mạnh biện đan nhiều nhất chỉ nhắc đến được vài vấn đề cho dù có một số vấn đề khó khăn chỉ cần quen thuộc luyện đan liền có thể suy nghĩ ra có thể vạch ra thủ pháp và sai lầm hắn đang làm cái trò quỷ gì luyện đan giống như viết chữ một vạn người sẽ có một vạn kiểu chữ cùng một loại đan dược thủ pháp luyện chế không có một ngàn cũng có ít nhất hơn 800, có rất nhiều chủng loại, chiêu số phức tạp, hơi thay đổi một chút sẽ hình thành lưu phái khác. Mặt khác, một loại thủ pháp luyện đan có thể truyền thừa xuống, đồng thời luyện chế ra đan dược thành công, cái nào không trải qua muôn vàn thử thách, trải qua tâm huyết của vô số người. Không nói hoàn mỹ, chỉ ít những luyện đan sư như bọn họ sử dụng mỗi ngày cũng không phát hiện có sai lầm gì. Thậm chí cho dù một vị luyện đan sư tam phẩm, thậm chí cấp bậc càng cao hơn nữa cũng khó vạch ra sai lầm. Việc này không phải tăng thêm độ khó, mà là thay đổi quy tắc, trực tiếp tăng độ khó lên vô biên vô hạn. Nếu như nói học đồ biện đan chỉ là phép trừ trong phạm vi 100, Trương Huyền đưa ra yêu cầu này tương đương thăng cấp lên hàng ngàn hàng vạn lần. Không chỉ tăng độ khó, mà là tăng không có giới hạn. Đại ca, người chắc chắn là người không nói đùa. Văn Tuyết nhìn hắn như nhìn quái vật, Ngày hôm qua còn không biết tàng thư khố của luyện đan sư công hội nằm ở nơi nào, không hiểu gì về sát hạch học đồ, ngày hôm nay đã biến thành cao thủ tuyệt thế đang giả vờ giả vịt, nếu như không phải tự mình trải qua, chỉ sợ người khác sẽ cho rằng hắn là người mắc bệnh tinh thần phân liệt. Cho dù một người có khác biệt nhưng không thể khác biệt lớn tới mức này. Cho dù muốn ra vẻ, cũng không cần chơi lớn như thế. Làm sao? Không dám đáp ứng, là sợ ta vạch ra sai lầm của các ngươi làm các ngươi không còn mặt mũi hay sợ thủ pháp của mình bị ta nói toạc ra cảm thấy mình không còn thể diện không quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình như nhìn quái vật trương huyền nở nụ cười hắn đã nghĩ kỹ việc này lúc đi tới đây tuy hắn xem hết tất cả thư tịch trong tàng thư khố sơ đẳng của luyện đan sư công hội nhưng hắn biết muốn hoàn thành biện đan sợ rằng rất khó khăn bởi vì có nhiều luyện đan sư như vậy có ai không có một hai phương pháp không có ghi trên thư tịch có thể nói ra một hai vấn đề không có ghi chép trên thư tịch. Một khi không đáp được, vậy thì thua. Đã như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp làm bọn họ không thể nói ra những vấn đề này. Theo người khác, bảo bọn họ luyện đan, hắn chỉ ra tên và sai lầm trong thủ pháp, độ khó vượt xa biện luận bình thường, nhưng Trương Huyền nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư quán, hắn dễ dàng nhìn ra thiếu hụt, chuyện hiếm có nhất nhưng khi xảy ra trên người hắn lại biến thành chuyện cực kỳ đơn giản luyện đan sư luyện đan không khác gì võ giả thi triển võ kỹ chỉ cần nhìn qua một lần chúng sẽ xuất hiện trong thư tịch vì lẽ đó trương huyền mới cố ý kéo thù hận chọc mọi người tức giận sau đó sẽ dùng giọng điệu khinh bỉ nói ra mọi người nhất định sẽ cảm thấy hắn ngạo mạn và vô lễ tất nhiên sẽ đồng ý chỉ cần đáp ứng phương thức này kha kha xem ta đùa chết các ngươi như thế nào nếu ngươi muốn tìm kích thích chúng ta sẽ tác thành cho ngươi không sai người muốn ra vẻ ta đây, ta muốn xem người khóc như thế nào. Quả nhiên, bị kích thích lần thứ hai, tất cả mọi người tức giận và bộc phát. Mỗi người bọn họ đều ân cần hỏi thăm tổ tông tám đời của Trương Huyền. Không cho bậc thang xuống đài, không cho thể diện, con em ngươi. Ta có mặt mũi, chỉ sợ ngươi không bản lãnh này. Mười luyện đan sư bộc phát ý chí chiến đấu sôi sục, nếu không phải tự trọng thân phận, chỉ sợ bọn họ đã sớm lao tới đánh hắn một trận nếu các vị có can đảm như vậy bắt đầu đi hắn đã hoàn thành mục tiêu trương huyền cười hì hì nhìn về phía âu dương thành âu dương hội trưởng có thể bắt đầu chưa ây có thể rồi không nghĩ tới một hồi cố gắng biện đan biến thành như vậy âu dương thành tràn đầy bất đắc dĩ giờ khác này coi như không đáp ứng cũng không có cách nào không biết vị nào muốn thử đầu tiên trương mỗ có thể chỉ điểm miễn phí cho ngươi trương huyền khoát tay một cái hắn muốn kích thích thù hận gương mặt mọi người biến thành màu xám. Ta không nhìn nổi, các vị, ta muốn giáo huấn tiểu tử này trước tiên. Suốt cục, một luyện đan sư không nhìn nổi nữa, đột nhiên đứng lên. Đó là một trung niên, dáng dấp hơn 40 tuổi, gương mặt màu than trì, hai mắt giống như đèn lồng, chỉ nhìn sơ qua đã biết hắn là kẻ tính khí không tốt. Là mạnh nham luyện đan sư. Mạnh nham tính khí kích động nhưng hắn là luyện đan sư nhất tinh sơ kỳ đỉnh phong, có thể luyện ra mười mấy loại đan dược nhất tinh, không thể khinh thường. Đúng đấy, hắn sư xuất danh môn một có rất nhiều thủ pháp luyện đan, cho hắn ra tay là thích hợp nhất. Nhìn thấy người trung niên ra mặt, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Có thể trở thành luyện đan sư nhất tinh, làm gì có người nào đơn giản, vị mạnh nham đan sư này không phải là người có trình độ cao nhất trong mọi người, hắn cũng không phải người thấp nhất, vừa vặn có thể xem tiểu tử ngung cuồng này có bao nhiêu cân lượng. Tiểu tử, giờ ta đi luyện đan nếu như một lúc nữa ngươi không nói ra được thủ pháp ta luyện chế là gì không chỉ ra khuyết điểm xem ta giáo huấn ngươi thế nào hừ lạnh một tiếng mạnh nham nhanh chân đi tới lô đỉnh trước mặt tiện tay lấy một chút dược liệu trên giá thuốc gần đó hắn thôi thúc chân khí lò lửa cháy mạnh hơn trước hừng hực hỏa diễm bốc lên rất cao lò luyện đan sinh ra tiếng vang giống như cái chuông lớn ao 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 từng gốc dược liệu được ném vào theo trình tự dược liệu bị nhiệt độ cao thiêu đốt nên bốc lên mùi thuốc nồng đậm. Đây chính là luyện đan. Tuy Trương Huyền đã xem qua không ít tri thức luyện đan trong tàng thư khố, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác luyện đan. Lợi hải, Hắn khen ngợi trong nội tâm. Bàn về tu vi, hắn không thấp hơn đối phương, nhưng muốn ném dược liệu vào lò đan thuần thục như đối phương, không có do dự hay ngập ngừng chút nào, bất cứ dược liệu nào cũng phát huy dược lực vừa đúng, hắn thật sự không làm được. Việc này thật sự cần hao phí thời gian luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Lý luận nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mình trải qua thực tiễn. Nhìn một hồi, kết hợp tri thức phân tích trong tàng thư khố, Trương Huyền bất đắc dĩ phát hiện. Hắn không nhìn ra cái gì cả. Đừng nói nhìn ra khuyết điểm, hắn còn không biết thủ pháp của đối phương là gì. Khó trách mọi người nghe thấy yêu cầu của hắn đều cảm thấy hắn điên rồi, từ trong quá trình luyện đan nhìn ra thủ pháp và thiếu hụt đừng nói một học đồ không có nhãn lực này cho dù là âu dương hội trưởng có trình độ cao nhất trong luyện đan sư công hội cũng mờ mịt không hiểu thiếu hụt xác nhận chỉ bằng vào tri thức là không thể nhìn ra thiếu hụt trương huyền cũng lười quan tâm tinh thần hắn hơi động ong một nổ tiếng vang lên thiên đạo đồ thư quán chấn động đột nhiên một quyển sách xuất hiện trong đầu bên trong ghi chép thủ pháp luyện đan và khuyết điểm của mạnh nham chuyện này tiện tay lật xem chỉ liếc mắt nhìn Vẻ mặt Trương Huyền biến thành quái lạ. Một sư xuất danh môn, được học hành bài bản trong một môi trường nổi tiếng. Chương 109, Tĩnh Tâm Đan. Không sai, thủ pháp của Mạnh Nham đã đạt tới mức Lô Hỏa thuần thanh một. Đúng đấy, nếu có thể nhìn ra khuyết điểm của thủ pháp này, ta sẽ hái đầu của mình xuống. Trương Huyền quan sát, ánh mắt những luyện đan sư khác cũng tập trung quan sát Mạnh Nham, vừa xem vừa gật đầu. Bọn họ cũng có thể nhìn ra và sử dụng được thủ pháp của Mạnh Nham, không tính là quá lạ. Chính vì như thế, khuyết điểm cũng ít, cho dù là bọn họ cũng không nhìn ra có cái gì không đúng, tất cả đều dựa vào quy tắc nghiêm ngặt, trôi chảy như mây bay, không xuất hiện chút sai lầm nào. Âu Dương hội trưởng, hắn có thể nhìn ra thủ pháp và khuyết điểm sao? Văn Tuyết dẫn theo Trương Huyền tới đây nhưng chưa rời đi, lúc này nàng đứng sau lưng Âu Dương Thành, không nhịn được hỏi. Nàng không phải học đồ xem không hiểu bí quyết luyện đan, chỉ hy vọng vị hội trưởng trước mắt có thể nhìn ra cái gì. Khuyết điểm, Âu Dương Thành lắc đầu. Nói thật, bộ thủ pháp của Mạnh Nham dùng để luyện đan đã có lịch sử hơn 300 năm, vô số người sử dụng, cho dù có sai lầm cũng bị chỉnh sửa, với trình độ của ta hiện tại cũng không phát hiện có khuyết điểm gì. Người cũng không phát hiện. Văn Tuyết che miệng. Âu Dương Thành là luyện đan sư có trình độ cao nhất luyện đan sư công hội trong thiên huyền vương quốc, từ lâu đã đạt tới nhất tinh trung kỳ, hắn cũng không phát hiện ra, Trương Huyền chỉ là luyện đan học đồ, làm sao có thể nhìn ra. Hô! Không biết qua bao lâu, đan hỏa yếu bớt, hắn vẫy tay một cái, lộ đỉnh mở ra, trong nháy mắt có mùi thuốc nồng đậm thổi vào mặt. Đan thành! Mạnh nham lại đưa tay vào trong lò đan, hắn lấy ra ba viên đan dược to bằng long nhãn, mỗi viên đều no đủ mượt mà, mang theo ánh sáng đặc hữu Tốt, tốt, không hổ là mạnh nham đan sư, không chỉ thành đan, còn đạt tới cấp bậc no đủ, lợi hại, lợi hại. Nhìn thấy đan dược trong lòng bàn tay của hắn, mọi người cảm khái. Đan dược căn cứ vào dược liệu sau khi luyện thành, vẻ ngoài không giống nhau, chia làm bốn cái cấp bậc, lần lượt là thành đan, no đủ, hoàn mỹ, đan văn. Đều cùng luyện đan sư nhất tinh sơ kỳ, luyện chế đan dược nhất phẩm đạt tới thành đan là tốt lắm rồi, đạt đến cảnh giới no đủ mượt mà đã xem như phát huy vượt xa người thường. Hừ, Tiểu tử, ta đã luyện xong đan dược, người nói đi, lúc nãy ta dùng thủ pháp gì, có thiếu hụt gì. Mạnh nham trở lại ghế, hắn lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền. Nghe hắn nói, những người khác cũng tập trung nhìn vào Trương Huyền, muốn xem tiểu tử càn rỡ này có thể nói ra lời lẽ kinh người cỡ nào. Vốn cho rằng tiểu tử này sẽ nói chuyện, đã thấy ánh mắt hắn nhìn xéo 45 độ, trên mặt mang theo yêu thương nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi lắc lắc đầu, một tiếng thở dài. Ai? Có chuyện gì mau nói đi. Thấy tiểu tử này còn ra vẻ, Mạnh Nham tức giận siết chặt nắm đấm, hắn nện một quyền vào mặt bàn. Oanh. Lực lượng của hắn rất lớn, lại mang theo lửa giận, cái bàn xuất hiện vết nứt, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nếu ngươi không cảm thấy mất mặt, vậy ta bắt đầu nói. Thấy tạo không khí vừa đủ, Trương Huyền cúi đầu nhìn sang. Nếu như ta không nhìn lầm, người luyện chế Tĩnh Tâm Đan mà các võ giả thường dùng không sai. Mạnh nham gật đầu. Là đan dược gì, chỉ cần là luyện đan sư đều dễ dàng nhận ra, không phải là bản lãnh cao siêu gì. Thủ pháp là tính thủy thập thức, Trương Huyền nói tiếp. Chuyện này, không sai, là tính thủy thập thức, bộ thủ pháp này luyện chế tính tâm đan tốt nhất, người có thể nhìn ra cũng không tính là gì. Không nghĩ tới đối phương lại nói đúng, mạnh nham hơi giật mình nhưng không để ý. Tính thủy thập thức là một loại thủ pháp đặc thù dùng luyện chế tính tâm đan, có người nói một vị luyện đan sư quan sát hồ nước trong khe núi và sáng tạo ra, chọn bộ thủ pháp nhẫn nhụy điềm tĩnh, không có quá nhiều gợn sóng kịch liệt, không khác gì nước suối tĩnh lặng, nước chảy chậm rãi, dùng để luyện chế tính tâm đan sẽ bổ sung lẫn nhau, rất dễ dàng thành đan. Có thể nhìn ra luyện chế tính tâm đan, đoán ra thủ pháp tính thủy thập thức cũng không tính là kỳ lạ. Không tính là gì, nhưng đáng tiếc, bộ tính thủy thập thức này bị người dùng hoàn toàn thay đổi, đã mất đi hàm ý vốn có. Trương Huyền vung tay lên, giọng nói rất nghiêm khắc. Hoàn toàn thay đổi, nói láo, nếu hoàn toàn thay đổi, ta làm sao có thể luyện chế ra tính tâm đan, hơn nữa đạt tới cấp bậc no đủ. Mạnh Nham hừ nói, nếu ngươi không tin, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Trương Huyền đi hai bước về phía trước, ngón tay niết một cái, cầm đan dược trong tay, nhìn quanh một vòng. Ai có thể nói cho ta biết, viên đan dược này có công hiệu gì? Tính tâm đan, là đan dược nhất phẩm, có thể trợ giúp người tu luyện yên tĩnh tâm thần, không suy nghĩ lung tung. Loại đan dược này có hiệu quả với cả cường giả võ giả bát trọng tông sư cảnh, là một trong những đan dược có lượng tiêu thụ tốt nhất trong công hội. Văn Tuyết nói, nàng là phục vụ viên của công hội, bán rất nhiều đan dược, nàng cũng rất rõ công dụng của tính tâm đan. Nói không sai, loại đan dược này có thể trợ giúp người tu luyện yên tĩnh tâm thần. Trương Huyền thỏa mãn gật gù. Đáng tiếc, mạnh nham đan sư luyện chế đan dược này lại không có hiệu quả như thế. Không những như vậy, nếu người ta ăn vào, không cẩn thận còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Người nói bậy, mạnh nham thức giận, đối phương đang công khai nghi ngờ đan dược của hắn, tương đương làm mất mặt hắn trước mặt nhiều người. Người đừng vội nóng, nghe ta nói hết. Không để ý tới đối phương gào thét, Trương Huyền nở nụ cười, tiếp tục nói. Nếu như viên đan dược này là mạnh nham đan sư luyện chế ngày hôm qua, ta chắc chắn sẽ không nói câu nói này, đáng tiếc, thời gian không phải ngày hôm qua, mà là ngày hôm nay, viên đan dược này đã định trước là phế phẩm. Ngày hôm qua, ngày hôm nay khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử, nói chuyện rõ ràng chút đi, không nên cố làm ra vẻ bí ẩn. Nghe thấy Trương Huyền nói thế, mọi người lên tiếng đòi hắn giải thích. Ta giải thích cho các ngươi nghe, luyện chế đan dược, không những cần thủ pháp cùng kỹ xảo, cần nhiều chính là tâm thần mang tâm thần của mình hòa vào đan dược mới có thể tăng cao dược lực. Tính tâm đan, cần tâm thần yên tĩnh, ôn hòa nhã nhận mới có thể luyện chế hoàn mỹ không một tỷ vết. Chắc hẳn mọi người vừa nãy cũng nhìn thấy, mạnh nham đan sư tính khí nôn nóng, chỉ một câu đầu tiên đã nhóm lửa, trong lòng có lửa, làm sao có thể luyện ra được tính tâm đan giúp người ta an thần tính tâm. Trương Huyền nói xong và đi tới trước cài bàn của mạnh nham. Cái bàn đã bị đối phương đánh dạn nứt, vào lúc này nó không chịu nổi và vỡ tan thấy cảnh này mọi người đồng thời dùng mình đúng là như thế luyện đan có quan hệ nhiều tới tâm cảnh tình huống táo bạo như vậy luyện chế tính tâm đan thật sự không đúng lúc đương nhiên tính khí táo bạo còn chưa tới mức luyện đan dược hỏng quan trọng nhất chính là mạnh nham đan sư trong lòng còn mang theo sát khí nếu như ta đoán không sai sáng hôm nay hắn vừa giết người hơn nữa trong khí thức còn mang theo oán niệm chắc hẳn đã gặp phải người mình tín nhiệm phản bội, loại oán niệm và sát khí này truyền vào bên trong tính tâm đan, tuy chỉ có một ít nhưng với người tu luyện lại là chuyện rất nghiêm trọng, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mang đến vết thương chí mạng. Trương Huyền nói, ngươi, ngươi, thân thể mạnh nham lảo đảo giống như gặp ma, sắc mặt hắn tái nhợt. Một lô hỏa thuần thanh, vô cùng nhuần nhuyễn, điêu luyện. Trương 110, người sắp chết rồi. Đúng như Trương Huyền nói, trong lòng Mạnh Nham thật sự mang theo oán niệm cùng sát khí. Thật sự bị người mình tín nhiệm phản bội. Nhưng những việc này chỉ xảy ra vào sáng hôm nay, vốn tưởng rằng lửa giận đã tiêu, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại mang theo tâm tình như vậy vào trong luyện đan. Hơn nữa, hắn làm sao thấy được? Bởi vì luyện đan dược, sao có thể có chuyện đó? Thật sự, chuyện này, thấy biểu cảm của Mạnh Nham, mọi người có ngốc cũng biết Trương Huyền nói đúng mọi người đưa mắt nhìn nhau vẫn có phần không dám tin tưởng nhìn luyện đan có thể nhận ra có sát khí còn có thể nhìn ra đối phương bị người tín nhiệm phản bội ngươi là luyện đan học đồ hay là đoán mệnh học đồ nếu như mọi người cảm thấy lời của ta nói có vấn đề rất đơn giản công hội nên có thử đan thú nha hoàn toàn có thể cho nó dùng tĩnh tâm đan này xem nó yên tĩnh hay nóng này nhìn thấy mạnh nham vẫn chưa trả lời trương huyền cười nói Luyện đan sư công hội muốn bảo đảm thuộc tính đan dược chân thực và dược hiệu không sai lầm, thông thường đều chuẩn bị một ít thử đan thú. Loại man thú này vô cùng mẫn cảm với đan dược, sau khi nó ăn xong sẽ có phản ứng, từ đó có thể kiểm tra dược hiệu. Dựa theo ký ức kiếp trước của Trương Huyền, thử đan thú không khác gì chuột bạch, chỉ có trải qua kiểm tra mới cho con người dùng thử, cũng bảo đảm tính an toàn cho con người. Ừm, Âu Dương Thành gật gù, một luyện đan sư học đồ đi ra ngoài, không qua bao lâu đã mang theo một con man thú giống như chuột bạch vào phòng, kéo miệng và cho nó ăn tĩnh tâm đan. Một lát sau, thử đan thú bắt đầu nôn nóng, nó không ngừng chạy loạn trong lòng, hoàn toàn không có chút yên tĩnh nào. Tĩnh tâm đan bình thường, sau khi thử đan thú ăn xong sẽ nằm ngủ, mà đan dược này, sau khi ăn xong lại làm thử đan thú nôn nóng. Trương Huyền đang nói chuyện, lúc này nhìn thấy thử đan thú ăn tĩnh tâm đan trong lòng đột nhiên chạy đến trước mặt một con thử đan thú khác, trực tiếp nằm bò trên người, nó không ngừng chuyển động như piết tông. Khắc khắc, không chỉ như vậy, còn có dục vọng mãnh liệt, nói rõ không chỉ không làm người ta tính tâm, còn mang theo lửa giận và dục vọng. Bởi vậy, nếu ta đoán không lầm, người à mạnh nham đan sư giết vào hôm nay chính là một nữ nhân, hơn nữa còn từng vui vẻ chung giường với hắn, cuối cùng phản bội hắn. Lúc này mới làm hắn tức giận như thế, cho nên trong đan dược mới ẩn chứa điên cuồng và dục vọng như thế. Chuyện này nhìn thấy thử đan thú trong lòng đang giao phối với con khác, căn bản không cho cơ hội phản kháng, bá vương ngạnh thượng cung, các vị luyện đan sư nhìn nhau. Đây thật sự là tính tâm đan, không phải xuân dược, may mà không cho người khác ăn, bằng không, tâm không yên tĩnh, không nói, còn biến thành. Khắc khắc, nhất định sẽ gây thành đại họa. Tất cả mọi người giật mình. Sáng sớm hôm nay ta phát hiện tiểu thiếp mình sủng ái nhất lại vụng trộm với quản gia, trong cơn giận dữ ta đã đánh chết hai người này thấy ánh mắt mọi người nhìn mình mạnh nham lắc đầu một cái nói nếu đối phương đã nói cặn kẽ như vậy hắn cũng không cần ẩn giấu làm gì chuyện này đã làm hắn tức giận tâm tình cả ngày không tốt bởi vậy vừa mới gặp mặt đã muốn trương huyền khó coi là sự thật chỉ xem luyện đan đã nhìn ra nhiều thứ như vậy thấy mạnh nham thừa nhận tất cả mọi người nhìn trương huyền giống như nhìn quái vật nếu nói lúc trước có xem thường, hiện tại mọi người đã nghiêm túc. Luyện đan có thể phản ánh tâm cảnh con người, có thể xem luyện đan nhìn ra luyện đan sư vừa giết người vào sáng sớm, còn giết tiểu thiếp của chính mình. Mẹ nó, ngươi không phải trinh thám chứ? Không phải vậy, làm sao nhìn ra? Được rồi, đã nói khuyết điểm, Mạnh Nham đan sư, cần ta nói tiếp không? Không để ý mọi người khiếp sợ, Trương Huyền cười nói thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra tất cả khuyết điểm nhìn ra đối phương bị tiểu thiếp phản bội dễ dàng nhận ra bên trong đan dược mang theo oán khí và sát khí không cần ta chịu thua mạnh nham lên tiếng thừa nhận ở nơi này có nhiều luyện đan sư như vậy nhưng không ai nhìn ra vấn đề trong đan dược của hắn ngay cả hắn cũng không phát hiện đối phương lại nhìn ra đồng thời còn biết nhiều như thế hắn không phục không được vậy mà chịu thua văn tuyết trợn mắt đường đường luyện đan sư lại chịu thua học đồ. Nếu không nhìn thấy tận mắt, nàng sẽ không tin tưởng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, có thể nhìn ra điểm này có thể thấy nhãn lực của Trương Huyền quá lợi hại, không chịu thua cũng không được. Tốt, người kế tiếp. Đã có người đầu tiên nhận thua, đây là mở đầu tốt đẹp, Trương Huyền cười khanh khách nhìn chín người còn lại. Ta đến đây đi. Một ông già đứng dậy. Nếu như nói tất cả mọi người cảm thấy Trương Huyền tới quấy rối, trải qua chuyện của Mạnh Nham, bọn họ đã biết rõ tên này là cao thủ, cao thủ trong cao thủ. Khó trách tự tin như thế, dám biện đan, còn dám tăng cường độ khó. Là Trần Tiêu Đan Sư. Trần Đan Sư không phải người có cấp bậc cao nhất trong chúng ta, nhưng hắn lớn tuổi nhất. Hắn làm người thận trọng, không có tính khí táo bạo như mạnh nham, ta phục. Thấy lão giả đứng dậy, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Vị Trần Tiêu Đan Sư này là người lớn tuổi nhất trong 10 người, cũng là người chứng chặt nhất, hắn ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Ao ao ao, lò lửa cháy mạnh, thời gian không lâu, mấy viên đan dược bị lấy ra. Giống như mạnh nham luyện chế lúc nãy, cũng là tính tâm đan, đan dược mượt mà no đủ, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng rõ ràng cấp bậc cao hơn, đạt đến hoàn mỹ. Được rồi, ta đã luyện xong đan dược, thủ pháp không cần ngươi nói, ta cũng có thể nói ra, là giống mạnh nham đan sư, cũng là tính thủy thập thức, nếu như người có thể nói ra khuyết điểm, ta tin tưởng và nghe theo, ta liền chịu thua. Cầm đan dược trong tay, Trần Tiêu đan sư lạnh nhạt nói. Lợi hại. Chiêu này tàn nhẫn A. Dùng thủ pháp và luyện chế đan dược giống nhau, vừa nãy có thể nói mạnh nham đan sư tâm có sát khí, là thiếu hụt khi luyện đan, nhưng Trần Tiêu đan sư tâm cảnh ôn hòa, làm người thận trọng, hắn sẽ không có khuyết điểm này. Nhìn hắn lần này làm sao? nhìn thấy Trần Tiêu Đan Sư làm như vậy, mọi người nói thầm, quả nhiên gừng càng già càng cay. Ngay cả Trương Huyền cũng gật đầu thừa nhận, đối phương thật sự rất thông minh. Tuy bề ngoài nói cho người biết hắn dùng thủ pháp giống nhau, không cần người suy đoán, nhưng trên thực tế độ khó rất lớn. Nhưng đối với thiên đạo đồ thư quán mà nói, không tính là cái gì. Trương Huyền nhìn sang, vẻ mặt không hề có cảm xúc. Nếu như ta không nhìn lầm, trần tiêu đan sư gần đây ngủ không được tốt lắm cũng khó nuốt trôi cơm a à, trần tiêu đan sư sững sờ ta gần đây ngủ không ngon cũng không muốn ăn cơm nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới luyện đan cho dù ta không ăn cơm không ngủ có chuyện gì sao chỉ cần ngươi nói ra đan dược của ta có thiếu hụt gì là được nói tê tê hình huống thân thể của ta làm gì lại nói ta ngủ không được ăn không ngon ngươi làm sao mà biết được? Không liên quan gì, sai rồi, không những có liên quan, hơn nữa có liên quan rất lớn. Trương Huyền lắc đầu một cái. Quan hệ rất lớn, nói nghe xem nào. Trần Tiêu Đan sư hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha, nếu ta đoán không sai, ngươi sắp chết rồi. Trương Huyền nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 111 Tử khí. Phụt Vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra lý luận gì đó, nghe thấy hắn nói như thế, suýt chút nữa Trần Tiêu đan sư đã phun một ngụm máu ra ngoài. Ta không ngủ được, chỉ là ăn không ngon mà thôi, ngươi nói ta sắp chết, người mới sắp chết, cả nhà ngươi đều sắp chết. Không những hắn mà những người khác cũng trợn mắt nhìn. Trần Tiêu đan sư đức cao vọng trọng, là người mà bọn họ rất tôn kính, tiểu tử này lại có thể mở miệng chửi rủa hắn chết, ngươi có dám tiếp tục nói bậy thêm một ít nữa hay không? Lão Phu trở thành luyện đan sư nhiều năm như vậy, tuy rằng không tiến thêm một bước, thế nhưng cũng vẫn cần cù chăm chỉ, không ngừng học tập. Cứ tạm coi như bất tài đi, thế nhưng đối với tình trạng cơ thể của bản thân cũng biết rất rõ ràng. Ta ngủ không được, ăn không ngon là bởi gần đây trong nhà có nhiều việc vặt, chứ thân thể cũng chẳng thấy có gì khác thường, sao ngươi lại dám nói ta sắp chết chứ? Trần Tiêu đan sư vung tay lên hử lạnh nói. Mỗi ngày luyện đan sư đều tiếp xúc với đan dược, Phương diện xem bệnh coi như không bằng y sư thì cũng không kém quá nhiều. Ngươi nói không sai, thân thể của ngươi quả thực không có gì. Không để ý tới lời nói nghi ngờ của hắn, Trương Huyền lạnh nhạt nói. "Không có gì, vậy tại sao ngươi lại nói vậy?" Đáng ghét, ăn nói bừa bãi. Chúng ta chỉ luận đan, không phải để cho ngươi chủ ẻo Trần Tiêu đan sư. Nghe thấy hắn thừa nhận thân thể Trần Tiêu đan sư bình thường, tất cả mọi người đều tức giận lớn tiếng quát lớn nếu như thân thể hắn có vấn đề người nói như vậy thì cũng thôi đi đằng này cũng thừa nhận không có vấn đề người nói bậy cái gì chứ mấy người âu dương thành cũng không nhịn được có chút nghi hoặc nhìn qua ha ha đối với tiếng quát lớn của mọi người trương huyền cũng không để ý mà chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ai nói thân thể bình thường sẽ không chết người người có ý gì thấy hắn bình tĩnh Tự tin như thế, chẳng biết vì sao trong lòng Trần Tiêu Đan sư không nhịn được sợ hãi. Lúc đang muốn tiếp tục hỏi dò thì đã thấy Trương Huyền khoát tay áo một cái. "Nếu ngươi không tin thì thôi, xem đan dược trước đi." Theo hắn nói, tất cả mọi người đưa mắt tập trung lên bên trên Tĩnh Tâm Đan mà Trần Tiêu Đan sư vừa mới luyện chế ra. Trần Tiêu Đan sư tâm cảnh ôn hòa, là người thận trọng, thủ pháp luyện chế càng thuần thục đến mức lô hỏa thuần thanh nếu như ta nói có chỗ thiếu hụt thì nhất định các ngươi sẽ phản đối. Khi đó nghiệm chứng qua lại cũng sẽ phiền phức hơn không ít. Trương Huyền cười cười nói. Đã như vậy, ta sẽ không nói nhiều về khuyết điểm bên trên thủ pháp luyện chế, chỉ nói riêng khỏa đan dược này. Tinh tâm đan này giống như đan dược mà mạnh nham đan sư luyện chế, người tu luyện dùng nó, không những không có ích mà còn có thể làm tâm ma tăng lên, chết càng nhanh hơn. Cái gì? Toàn bộ quá trình luyện đan của Trần Tiêu Đan Sư ta đều nhìn qua, không có sai lầm mảy may nào, hơn nữa đan thành hoàn mỹ, làm sao có khả năng khiến cho tâm ma tăng lên được chứ? Đùa gì vậy chứ, bớt nói chuyện giật gân ở chỗ này đi. Không có một ai trong mọi người tin tưởng. Mạnh nham luyện chế tính tâm đan là bởi vì hắn mới vừa giết chết tiểu thiếp của mình, sát khí trong cơ thể sôi trào, khó có thể tự kiềm chế. Mà Trần Tiêu Đan Sư ôn hòa nhã nhận, mà luyện chế tính tâm đan có liên quan tới tâm cảnh, làm sao còn khả năng làm tâm ma tăng lên được chứ? Coi như người nói bậy thì cũng phải tìm một lý do tốt hơn một chút có được không? Không tin thì có thể thử nghiệm, ở đây có linh thú thử đan mà. Trương Huyền chỉ tay vào lồng sắt. Trong lồng tre, ngoại trừ hai đầu đang chuyển động qua lại không ngừng thì còn có vài đầu đang yên tĩnh nằm nhoài ở một bên. Thử thì thử. Một luyện đan sư không tin tùy tay cầm một viên Tĩnh Tâm Đan lên rồi nhét vào trong miệng một đầu thử đan thú. Sau khi nuốt Tĩnh Tâm Đan, thử đan thú cũng không giống như đầu trước đó, nôn nóng bất an, cũng không có chuyển động liên tục như hai đầu thử đan thú kia, trái lại còn nằm bò vào một góc không nhúc nhích. Thế nào, Tĩnh Tâm Đan có thể khiến cho tâm cảnh của người ta bình tĩnh, mà đầu thử đan thú này không nhúc nhích, nói rõ dược hiệu đã có tác dụng, người còn có lời gì để nói nữa không? tên luyện đan sư này hừ lạnh rồi nói. Những người khác cũng đồng loạt nhìn sang. Trương Huyền vừa mới nói, dùng tính tâm đan này sẽ tăng lên tâm ma, hiện tại dược hiệu đã có tác dụng, không có một chút dị thường nào, xem hắn trả lời ra sao. Chờ một lát rồi lại nói. Trương Huyền còn chưa nói thì lão thần vẫn đang ngồi trên ghế đã mở miệng. Chờ đại khái 10 phút, đầu thử đan thú này vẫn không nhúc nhích như cũ, vị luyện đan sư này cũng không nhịn được nữa mà nói. Thế nào, vẫn không nhúc nhích, như vậy đã nói rõ tác dụng tính tâm đan rất rõ ràng, lẽ nào người muốn muốn kéo dài thời gian của chúng ta hay sao? Hiện giờ có lẽ được rồi. Trương Huyền nói, được rồi, vị luyện đan sư này cao mày. Có ý gì vậy, rất rõ ràng đầu thử đan thú này không có sao động, cũng không có chạy loạn, vẫn rất yên tĩnh như cũ, người bảo ta nhìn cái gì cơ chứ? Không chạy loạn, cũng rất yên tĩnh, không có nghĩa là là tác dụng của tính tâm đan, cũng có thể nói rõ. Nó đã chết rồi." Trương Huyền lạnh nhạt nói. "Chết rồi." Vị luyện đan sư này sững sờ, không nhịn được đi tới trước mặt, lại mở lồng sắt ra rồi nắm thử đan thú nhấc lên. Vừa nhìn qua, con người không nhịn được đột nhiên co rút lại. "Chuyện này, chuyện này, làm sao có thể chứ?" Quả nhiên thử đan thú trong tay hắn đã đứt hô hấp, thân thể cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lúc này mới được bao lâu chứ? Hơn 10 phút đã trở nên lạnh lẽo, như vậy đã nói rõ sau khi dùng đan dược không lâu, đã đứt hô hấp. Chết thật ư. Tính tâm đan chỉ có thể khiến cho tâm thần người ta yên ổn, làm sao lại giết chết thử đan thú cơ chứ? Thử đan thú đủ để thử nghiệm đan dược, đan dược bình thường đối với nó không có khả năng giết chết, chuyện này. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều tan vỡ. Phục dụng tính tâm đan thử đan thú chết. Nếu như để cho người tu luyện dùng, chẳng phải cũng sẽ chết hay sao? Chuyện này, chuyện này. Trần Tiêu Đan sư biến sắc, liên tục lùi lại mấy bước, trong mắt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Chuyện này không thể nào, ta đã dựa theo trình tự nghiêm ngặt để luyện chế, không có một chút sai lầm nào, coi như không thể thành đan thì cũng không đến mức biến thành độc dược, tại sao lại độc chết thử đan thú cơ chứ? Luyện đan sư luyện chế đan dược có thể độc chết người? đây là tội rất lớn cả đời luyện đan sư của hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện này làm sao đến tuổi này lại không bảo toàn được khí tiết cơ chứ trương huyền chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì âu dương thành không nhịn được mở miệng hỏi nghe thấy hắn hỏi mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung lên trên người trương huyền hắn nhìn ra tính tâm đan này có vấn đề cũng biết có thể thử đan thú sẽ chết nếu nói ai có thể giải thích chứ hắn ra không còn có thể là ai khác được nữa ta đã nhìn ra khuyết điểm, xem như là qua ải, lẽ nào nhất định ta phải giải thích hay sao?" Trương Huyền không trả lời Âu Dương Thành, mà nhìn về phía Trần Tiêu Đan sư. Hắn nhìn ra đan dược có vấn đề, đồng thời thành công vạch ra được. Như vậy cũng chứng tỏ, lần giao chiến cùng Trần Tiêu Đan sư này, xem như hắn đã thắng. "Nếu như ngươi có thể giải thích rõ ràng, ta đồng ý chịu thua." Trần Tiêu Đan sư cắn răng nói. "Chiến thắng không có nghĩa là chịu thua." không chịu thua cũng có thể giao chiến thêm lần nữa. Làm người có tuổi tác cao nhất trong 10 vị luyện đan sư, nếu như hắn chịu thua, sự tự tin của những người khác cũng sẽ bị đả kích, cho nên việc này rất quan trọng. Đã như vậy, vậy ta sẽ nói thêm mấy câu. Trương Huyền gật gù. Từng bước và phương pháp người luyện chế tính tâm đan quả thực đều không sai, thậm chí còn hòa vào đó tâm tính yên tĩnh của ngươi. Theo lý thuyết, đan dược sẽ có phẩm chất cao hơn, hiệu quả rất tốt mới đúng, chỉ tiếc. Người sắp chết rồi, thân thể đã tràn ngập tử khí, tự nhiên đan dược cũng tiếp xúc với loại khí thức này, lúc này mới dẫn đến thử đan thú dùng xong, lập tức tử vong tại chỗ. chương 112, Trình Giang Lẽ nào, ta thật sự sắp chết? Bờ môi trần tiêu đan sư run cầm cập, cơ thể hơi run rẩy. Trước đó khi lần thứ nhất Trương Huyền nói ra lời này, hắn cho rằng đối phương đang rủa hắn, mắng hắn, cho nên hắn không để ý tới chút nào, mà giờ khác này tận mắt nhìn thấy thử đan thú dùng đan dược mà bản thân luyện chế tử vong tại chỗ trong lòng hắn đã hoàn toàn chấn động thậm chí còn cảm thấy khủng hoảng chuyện này nhìn thấy dáng vẻ của hắn tất cả mọi người đều đau xót muốn an ủi thế nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao nếu như không phải thật sự sắp chết thì làm sao có khả năng đan dược luyện chế ra khiến cho thử đan thú dùng một lần đã chết rất rõ ràng lời đối phương nói chính là sự thật chuyện có thể giải thích ta cũng đã giải thích, kế tiếp ai muốn khiêu chiến. Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Không, Trương Huyền tiểu hiếu, không vội. Trần Tiêu Đan Sư cũng không nhịn được nữa mà vội vàng nhìn sang. Trước đó Sương Hô là tiểu tử, hiện tại đã biến thành tiểu hiếu. Sao vậy, chẳng lẽ Trần Tiêu Đan Sư còn không phục, muốn thử nghiệm lại một lần nữa? Trương Huyền nhìn sang. Không phải, ta, muốn tiểu hữu nói ra, vì sao ta lại sắp chết? nếu như có thể nói rõ một chút, cho dù Trần Mỗ tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp ân tình. Trần Tiêu Đan Sư không nhịn được nói. Thân thể hắn không có chút vấn đề nào, coi như ăn ít hơn một chút, ngủ không được, tuy nhiên cũng không đến mức ảnh hưởng tới sinh mạng chứ nhỉ. Vì sao lại có thể sắp chết cơ chứ, là người có liên quan, tại sao hắn lại không biết một chút gì vậy? Nói cho người cũng không sao, vừa nãy khi người luyện đan, tuy rằng thủ pháp, động tác không có một chút sai lầm nào, thế nhưng thân thể lại có chút cứng ngắc, rõ ràng đã lực bất tòng tâm, có cảm giác suy tim, quan trọng nhất chính là, da rẻ ngươi đã bắt đầu sám đi, có chút giống như da rẻ trên người thi thể. Nếu như ta không nhìn nhầm, da rẻ lộ ra bên ngoài của ngươi là chuyên môn bôi một loại dược liệu lên để che giấu tai mắt người ta, khiến cho người ta không nhìn thấy, kỳ thực toàn thân đã tràn ngập đốm đen. Ánh mắt Trương Huyền lấp lánh nhìn qua. Con người co rụt lại, Trần Tiêu Đan sư như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau. Đúng như đối phương nói, quả thực trên người hắn mọc lên một ít đốm đen, vốn còn tưởng rằng là một loại bệnh tật khó coi, đang định bớt chút thời gian đi tới chỗ nguyên ngữ đại sư để xem, trung quy không đau không ngứa cho nên hắn cũng không coi là chuyện gì to tát, không nghĩ tới lại là đốm trên thi thể người chết. Cầu tiên sinh cứu ta, cô nén hô hấp dồn dập Trần Tiêu Đan Sư không có nghi ngờ gì nữa, lại không nhịn được ôm quyền. Sưng hô từ tiểu hữu đổi thành tiên sinh bất kể là ai bất kể là sống bao nhiêu tuổi đều không muốn chết đặc biệt là dưới tình huống biết rõ mình sắp chết tất cả đều muốn có thể tiếp tục sống tiếp có phải gần đây ngươi đạt được bảo vật gì đó hay không nếu ta đoán không sai hẳn là đạt được từ trên người người chết cách dùng không rõ nếu như còn muốn sống thêm một ít thời gian tốt nhất không nên tiếp tục đụng vào nó nữa trương huyền vung vung tay không nói thêm nữa ta nói đến đây đã hết lời người tự lo lấy đi. Ngươi, ngươi, nghe thấy hắn nói vậy, thân thể Trần Tiêu Đan sư lần thứ hai cứng đờ. Đối phương không sai, gần đây hắn đã đạt được một cái lò luyện đan, so với thứ mà trước đó hắn sử dụng tốt hơn rất nhiều, được hắn coi như chân bảo, mỗi ngày đều xoa xoa, hận không thể mỗi ngày ngủ cùng nó. Vật này, quả thực là thứ đạt được từ trong tay một kẻ đã chết, hơn nữa còn là vừa mới chết không lâu người này biếu lò luyện đan cho hắn là muốn để cho hắn giúp mình báo thù chỉ là kẻ thù rất lợi hại lúc đó hắn chỉ thuận miệng đáp ứng cũng không có ý định đi làm sau đó người này chết đi hắn cũng không để ý chẳng lẽ thứ hắn nói chính là cái lò luyện đan này thứ này hắn nhận được rất bí mật ngay cả hậu bối tử tôn cũng không rõ lắm hắn ta làm sao biết được chứ trần tiêu đan sư lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt chẳng khác nào nhìn thấy ma quỷ được rồi, người kế tiếp là ai? Không tiếp tục để ý tới vị lão giả trước mắt này, Trương Huyền nhìn về phía tám người còn lại. Kỳ thực Trần Tiêu này không phải là bị bệnh, mà là một loại nguyền rủa. Hắn đã đồng ý báo thù cho người khác, đối phương mới tặng cho hắn vật quý giá nhất, mà hắn đạt được đồ vật lại đổi ý, đối phương cũng đã ngờ tới như vậy cho nên đã khắc nguyền rủa ở bên trên lò luyện đan. Chỉ cần tới gần, sẽ bị ăn mòn, tuy rằng không bệnh không tai kiếp, thế nhưng cũng sống không được bao lâu trừ phi hắn có thể chân chính quyết định giúp đỡ đối phương báo thù đương nhiên những câu nói này trương huyền sẽ không nói ra trước tiên không nói tới trần tiêu đan sư này chỉ là bèo nước gặp nhau với hắn không có bất kỳ ân tình gì cả càng quan trọng hơn chính là đối phương vong ân phụ nghĩa đồng ý hứa hẹn rồi lại không tuân thủ khiến cho hắn rất là xem thường trương huyền liên tục khiến cho hai vị luyện đan sư chủ động chịu thua á khẩu không trả lời được tám người còn lại có mốc cũng biết hắn có bản lãnh thật sự, trong lúc nhất thời tất cả đều yên lặng, không có một ai dám tiến lên nữa. Chư vị, nếu như không muốn tiếp tục, vậy thì cùng nhau chịu thua, tán đồng ta chiến thắng luận đan đi. Trương Huyền cười cười, tính tâm đan, tâm yên tĩnh mới có thể luyện chế. Ở tình huống bình thường cũng cần điều chỉnh ba ngày, tắm rửa trai giới. Mà hai vị đan sư mạnh nham, trần tiêu, không có điều chỉnh đã vội vàng luyện chế, đương nhiên sẽ bị tâm tình của bản thân ảnh hưởng, chỉ cần không luyện chế loại đan dược này thì hắn cũng không có cách nào. Không sai, chỉ có tính tâm đan mới ảnh hưởng bởi tâm tình của bản thân, ảnh hưởng từ tâm cảnh, ảnh hưởng tới những đan dược khác lại nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần không luyện chế tính tâm đan là được. Trong đám người vang lên một trận nói thầm, tiếp theo có một tiếng nói vang lên. Ta đến, một vị luyện đan sư đứng dậy. Là một người người trung niên tuổi tác sắp xỉ với đỗ mán, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt mang theo vẻ trầm ổn và kiên nghị. Là Trình Giang đan sư. Trình đan sư là người có tiềm lực to lớn nhất trong chúng ta, trở thành luyện đan sư 3 năm đã có thể luyện chế ra mười mấy loại đan dược. Hắn có thời gian, muốn vượt qua Âu Dương hội trưởng cũng không phải là không có khả năng. Hắn ta ra tay, ta yên tâm rồi. Hai mắt mọi người đồng thời sáng ngời. Vốn mọi người lời thề son sắt, muốn cho tiểu tử gọi là Trương Huyền này biết mặt kết quả hai vị đan sư mạnh nham, trần tiêu thất bại, khiến cho niềm tin của bọn họ tổn thương rất lớn. Cho nên rất cần có người cổ vũ sĩ khí. Trương Huyền, trước đó người hai lần quan sát tỉ mỉ, ngay cả tinh, khí, thần của luyện đan sư mà người cũng cũng có thể nhìn ra, tại hạ khâm phục vạn phần. Từ trong đám người đi ra, trình giang đan sư cười gật đầu. Trình đan sư quá khen. Trương Huyền đáp lại. Ngay cả người mạnh nham đan sư có sát khí mà người cũng có thể nhìn ra, nếu như ta tiếp tục luyện chế tính tâm đan, nhất định cũng không cách nào tránh được con mắt của ngươi. Vì lẽ đó, ta mạo muội có đưa ra một biện pháp, muốn cho tăng cường độ khó lớn hơn ngươi, không biết ngươi có dám tiếp hay không. Trình Giang Đan Sư nói, nguyện nghe kỹ càng, nghe thấy đối phương lại tăng cường độ khó, Trương Huyền nhìn sang. Ta mới vừa sáng tạo ra một bộ thủ pháp luyện đan, mấy ngày trước đây mới để tên, chưa từng thi triển cho người khác xem qua. Nếu như dùng cái này để kiểm tra, cho dù ngươi thông kim bác cổ thì nhất định cũng khó có thể trả lời được." Trình Giang Đan sư cười cợt. "Vì lẽ đó, ta muốn thử một chút, không cần ngươi phải trả lời tên, chỉ hy vọng sau khi luyện đan qua ngươi có thể từ bên trong nhìn ra loại phương pháp luyện đan để tham khảo. Nếu có thể nói ra ba loại, ta sẽ cam tâm tình nguyện phục." Sáng chế ra thủ pháp luyện đan mới, lợi hại. Thủ pháp luyện đan giống như võ kỹ của võ giả, có thể sáng chế ra một bộ Tuyệt đối là hạng người thiên tư tuyệt đỉnh, đã định trước sẽ được lưu danh sử sách. Người như thế chỉ cần không ngã xuống, sớm muộn gì cũng sẽ danh chấn một phương. Nghe thấy hắn nói vậy, rất nhiều đan sư đều lộ ra ánh mắt sùng bái, tràn ngập vẻ tôn kính. Trình đan sư lợi hại, đề mục này thực sự quá khó khăn. Đúng vậy, nếu như sáng chế ra phương pháp luyện đan, nhất định sẽ hoàn toàn khác nhau với ban đầu. Muốn từ bên trong nhìn ra, còn phải nói ra ba loại độ khó so với chỉ vạch ra khuyết điểm trước đó lớn hơn quá nhiều. Lần này có lẽ Trương Huyền này đã gặp khó rồi. Đúng vậy, độ khó như thế, đừng nói là một học đồ, coi như đan sư đã đạt đến tam tinh cấp khác tới đây, cũng không thể ra sức. Sùng bái qua đi, mọi người đồng thời cảm khái. chương 113, Thủ Pháp Từ bên trong Thủ Pháp luyện đan nhìn ra thứ có thể tham khảo, chuyện này giống như từ bên trong một siêu nước nhìn ra nguồn nước ở đâu vậy, căn bản là nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành được. Trừ phi tận mắt chứng kiến quá trình hắn từng bước sáng chế ra thủ pháp, bằng không, tuyệt đối không thể tìm ra được ba loại. Độ khó lần này của Trình Giang, so với nhìn ra thiếu hụt đơn thuần trước đó còn lớn hơn chỉ ít năm lần trở lên. Trương Huyền híp mắt lại. Không hổ là luyện đan sư, cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Tên này nhìn thì mặt mỉm cười, lòng thẳng thắn vô tư, thế nhưng trên thực tế lại là kẻ vô liêm sỉ nhất. Đồng ý, từ bên trong thủ pháp luyện đan nhìn ra thứ có thể tham khảo, hầu như là chuyện không thể. Không đồng ý, vừa mới bắt đầu tự bản thân hắn nguyện tăng độ khó lên, đối phương tội gì mà không tăng chứ. Nếu không đồng ý, cho dù luận đan thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta lên án, không quá quang minh chính đại. Sao vậy, ta cũng biết chuyện này rất khó, người không đồng ý cũng coi như là chuyện bình thường, thế nhưng... Nếu không đồng ý, có thể coi người thất bại trên vấn đề của ta hay không? Trình Giang cười khanh khách nói. Thất bại. Trương Huyền lắc đầu một cái. Vừa vặn ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút, muốn nhìn thủ pháp mới trình đan sư của, bắt đầu đi. Nếu như chiêu này của hắn đối phó với người khác sẽ khiến cho người ta luống cuống tay chân, nhưng đối phó với Trương Huyền thì lại không có một chút tác dụng nào. Từ bên trong quá trình luyện đan tìm ra chỗ thiếu hụt, cũng không phải là do nhãn lực Trương Huyền của siêu quần, mà là thiên đạo đổ thư quán. Chỉ cần có thư viện, cần để ý gì đến thủ pháp của ngươi chứ? Quan tâm người vừa mới sáng chế hay không sáng chế ra thì cũng có thể biểu hiện nội dung một cách rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì cả. Được, thấy hắn đồng ý, hai mắt Trình Giang Đan sư sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang dược liệu tới, lại đi vài bước tới trước mặt lò luyện đan. Ao ao ao. Dược liệu tung bay, tất cả động tác của hắn như nước chảy mây trôi, từ xa nhìn lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại vẻ đẹp đặc thù quả thực là thủ pháp mới ta chưa từng gặp hắn đang luyện chế tụ tức đan đúng vậy tụ tức đan đối với võ giả thất trọng trở xuống cũng có hiệu quả đặc biệt có tác dụng rất lớn đối với tụ tức cảnh trong các loại đan dược chính thức không tính là quý trọng nhưng đối với võ giả lại có tác dụng to lớn nhất giống như luyện đan sư chính thức sát hạch luyện đan vậy thông thường đều lấy loại đan dược này làm trụ cột chính vì như thế mới có thể phát huy tốt hơn đặc tính của thủ pháp nhìn vào càng thêm trôi chảy khiến cho người ta không thể nhận ra. Ta cũng không thấy được thủ pháp gì có thể tham khảo. Ta cũng không nhìn ra. Rất nhiều luyện đan sư nhìn một hồi, đồng thời lắc đầu. Trình đan sư thật là tàn nhẫn. Âu Dương Thành ở một bên liếc mắt nhìn vào cũng không nhịn được lắc đầu. Dựa vào trình độ luyện đan sư nhất tinh của hắn luyện chế tụ tức đan trụ cột nhất, không những động tác trôi chảy mà còn khiến cho người ta khó có thể phân biệt. Càng quan trọng hơn chính là, trong thời gian ngắn như vậy, coi như muốn phân tích thì cũng khó có thể phân tích ra được, lần này e rằng Trương Huyền rất khó qua được cửa ải này. Tuy rằng trình giang đan sư có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm có cấp bậc càng cao hơn, thế nhưng nhất định sẽ rất phiền phức, không thể thành thạo điêu luyện. Giống như là dương quá có thể sử dụng huyền thiết trọng kiếm vậy, thế nhưng lại không có cách nào vung kiếm tùy ý thành thạo. Đổi lại là tụ tức đan trụ cột nhất, hiệu quả sẽ không giống nữa giống như khi dương quá đổi thành một thanh trường kiếm bình thường vậy, cực kỳ dễ dàng, đừng nói là một kiếm hoa, 10 cái cũng không thành vấn đề. Tuy trình đan sư cười khanh khách, nhưng lại là người ác nhất, luyện chế ra tổ tức đan, không chỉ có thủ pháp càng nhanh hơn mà thời gian luyện chế cũng sẽ ngắn hơn không ít. Đan dược nhất phẩm bình thường cần nửa giờ, mà hắn, ngay cả 15 phút cũng không cần mà đã thành công rồi. Trong thời gian ngắn như thế mà muốn nhìn ra ba loại có thể tham khảo, làm sao có khả năng chứ? Rất rõ ràng, Trương Huyền bị hãm hại. Lẽ nào hắn sẽ thất bại? Nghe thấy nhận định của Âu Dương Thành, Văn Tuyết khẽ siết chặt bàn tay ngọc lại. Chắc chắn sẽ khó vượt qua được. Âu Dương Thành thở dài. Thú vị, vốn Trương Huyền không có ác ý gì đối với vị Trình Giang Đan sư này. Thế nhưng không nghĩ tới tên này lại đê tiện như vậy, lại dùng chiêu này, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Là một người có văn hóa, có tri thức có giấc mơ, có kiến thức xuyên Việt tới đây, làm sao hắn lại có khả năng mặc cho người ta bắt nạt mà không trả đòn cơ chứ? Lạch cạch, tụ tức đan luyện chế thành công, có tới 7, 8 viên đan dược từ bên trong lò luyện đan lăn ra. Ta đã luyện chế xong, Trương Huyền, xin mời. Trình Giang đan sư nhìn sang, nhẹ nhàng nở nụ cười, tràn ngập vẻ tự tin. Thủ pháp của hắn quả thực không chỉ tham khảo ba loại phương pháp luyện đan, nhưng vừa nãy tốc độ luyện chế của hắn rất nhanh, động tác trôi chảy, đối phương muốn nhìn ra là chuyện hầu như không thể. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, coi như đối phương nói đúng thì hắn cũng có thể phủ nhận. Thủ pháp luyện đan nhiều như vậy, rốt cuộc đã tham khảo những loại nào, còn không phải là do mình định đoạt hay sao? Một tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện cũng muốn dẫm lên trên bờ vai của ta để đi lên, thắng lợi luận đan ư. Nằm mơ, nếu như ta nói ra ba loại thủ pháp mà ngươi tham khảo, ngươi sẽ chịu thua đúng không? Trương Huyền đưa ánh mắt cân nhắc nhìn sang. Đương nhiên, ta là luyện đan sư chính thức, địa vị tôn sùng, thân phận cao quý, không cháo trở nợ với một tên học đồ như ngươi. Trình Giang đan sư vùng ống tay áo một cái, giọng nói đầy vẻ tự kiêu. Được lắm, nếu nói như ngươi vậy thì rất đơn giản. Trương Huyền gật gù, bước lên trước, quay một vòng dọc theo lò luyện đan, lại cúi đầu liếc mắt tụ tức đan nhìn trong tay hắn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái, lấy ra một viên, đặt ở trên chóp mũi ngửi một cái tụ tức đan này màu sắc vừa đủ sắc khí rất sáng nếu như dựa theo tiêu chuẩn đan dược để nói e rằng đã đạt đến hoàn mỹ trương huyền ca ngợi một câu lại chuyển đề tài thế nhưng lại bị giới hạn ở thủ pháp luyện đan của trình đan sư đạt đến hoàn mỹ đã là cực hạn muốn diễn sinh ra đan văn hầu như là chuyện không thể chỉ là một viên tụ tức đan mà thôi coi như có đan văn thì có ích lợi gì cơ chứ Trình Giang đan sư cười nhạo. Loại tụ tức đan này chỉ là đan dược trụ cột nhất, giúp võ giả tăng cao tốc độ hội tụ linh khí, coi như có thể luyện chế ra đan văn thì cũng là lãng phí. Cũng phải. Trương Huyền gật gù, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu phải trả lời thủ pháp, băn khoăn cái này quả thực là chuyện vô vị. Được rồi, nếu người yêu cầu, vậy ta sẽ trả lời, trước tiên không nói tới mấy thứ mà ngươi tham khảo trong bộ thủ pháp vừa nãy mà ta sẽ nói một chút tổng cộng ngươi biết bao nhiêu loại, biết cái này, như vậy rất có khả năng sẽ tìm ra đầu mối. Ba năm trước, Trình Đan Sư lấy thủ pháp vạn lưu hóa vũ, luyện chế ra hồi lực đan nhất phẩm sát hạch luyện đan sư thành công. Cùng năm, lại học tập thủ pháp Bắc Giang hối lưu, luyện chế thành công an thần đan. Mùa xuân năm thứ hai, Trúc Thọ Bạch Minh Đan Sư lặng lẽ lẻn vào thư phòng, sao chép thiên ti huyễn thủ của hắn, cũng lấy đi thủ pháp này, luyện chế ra thối thể đan nhất phẩm, làm cho danh tiếng vang xa. Mùa đông, thảo luận tài nghệ cùng lâm mộ đan sư, học trộm băng ti ngưng thủ của hắn. Mùa hè năm trước, tốn 5 vạn đồng tiền vàng mua được quản gia kim lộ của kim thần đan sư, thành công phục chế một phần kim tuyển lưu vân thủ. Tháng 3 năm ngoái, lợi dụng thủ đoạn lừa gạt mê hoặc học đồ chu hoa hoa trong tay đỗ mãn, từ trong tay hắn học được thủ pháp độc môn bách triền thủ của đỗ đan sư hiện giờ để ta tính một chút, vạn lưu hóa vũ, bắc giang hối lưu. Những thủ pháp này gộp lại, tổng cộng có 12 loại. Trương Huyền thuộc lòng giống như lòng bàn tay, không ngừng nói ra. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía đan sư đang ở cách đó không xa. Trình giang đan sư, ta không nói ít hoặc là nói thêm nhiều đúng không? Ngươi, ngươi, sắc mặt trình giang trở nên trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, giống như là nhìn thấy quái vật, còn ngươi liên tục co rút lại chương 114, Vạn Lưu Quy Giang. Cái gì, Trình Giang, lời hắn nói có phải là sự thật hay không? Ta có lòng tốt thảo luận luyện đan với ngươi, không ngờ ngươi lại học trộm băng ti ngưng thủ của ta. Đáng ghét, khó trách ngày ấy khi tiệc mừng thọ của ta bắt đầu lại không biết ngươi đang ở đâu. Nói mau, ngươi lẻn vào thư phòng ta lúc nào vậy? Trình Giang, mọi người đều là luyện đan sư, nếu như ngươi thật sự muốn học tập thủ pháp thì cứ nói cho chúng ta biết, chân thành khẩn cầu, không hẳn ta sẽ không đưa cho ngươi. Mà ngươi lại dụ dỗ học đồ của ta lừa gạt bách truyền thủ của ta. Ngươi cũng quá không tử tế. Thủ pháp luyện đan giống như võ kỹ của võ giả vậy, rất nhiều thứ đều thuộc về tuyệt kỹ độc môn, có quy định môn phái nghiêm khắc, không dễ dàng truyền ra ngoài. Nghe lời nói của Trương Huyền. Không ngờ vị trình giang này không được các đan sư khác đồng ý đã tự mình học trộm. Thậm chí còn dùng đủ loại thủ đoạn tồi tệ để ăn cắp bí tịch, Chuyện này lập tức khiến cho mọi người như ong vỡ tổ. Mọi người đều là thành viên của luyện đan sư công hội, bình thường cũng thường thảo luận thuật luyện đan một chút. Nếu như hắn thật sự muốn học, cứ đưa bái thiếp lên, làm chút sư lễ thì bọn hắn hoàn toàn có thể truyền thụ. Sau đó, cũng có thể thủ tiêu quan hệ thầy trò, mọi người lại là bằng hữu như cũ. Nhưng học trộm như vậy cũng giống như võ giả ăn trộm vậy, đã phạm vào tối kỵ. Chư vì, không nên nghe hắn nói bậy. Cảm nhận được lửa giận ở xung quanh, sắc mặt Trình Giang lúc đỏ lúc trắng, liên tục xua tay. "Ta nói bậy." Trương Huyền bước lên phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Vừa nãy Trình đan sư luyện chế ra tổ tức đan này, tổng cộng đã dùng 23 loại dược liệu, cái này ta nói không sai chứ?" "Không sai." "Luyện chế tổ tức đan, cần dược liệu gì, chỉ cần là luyện đan sư thì hầu như đều biết, không tính là chuyện bí mật gì cả." Cho nên hắn cũng không cần thiết phải phủ nhận khi người dùng hợp ba loại dược liệu bạch liên thảo, tử đằng căn, kim giang hoa, ngón út hơi ngửa ra phía sau, đầu ngón tay dương lên, trạng thái như nhặt hoa, nếu như ta không nhìn lầm, chiêu này là tham khảo từ bạch minh đan sư. Khi lấy ra thanh dương dịch, năm ngón tay mở ra, khẽ vuốt xuống, như là lấy ra hàn khí bên trong băng, không dám dùng sức quá mức, chắc là tham khảo từ băng ti ngưng thủ của lâm mộ đan sư. Thời gian bỏ thêm tử vi thảo, bạch tu hoa vào trong lò luyện đan, để phòng dược tính khác biệt xung đột, chuyên môn khiến cho lò luyện đan quay nửa vòng trên vách đỉnh rồi mới hạ xuống. Làm như vậy, không chỉ có thể khiến cho dược hiệu tốt hơn mà còn có thể khiến cho nó mất đi sự mãnh liệt, không cách nào xung đột, kim tuyển lưu vân thủ của kim thần đan sư, dường như giống như đúc chiêu này. Đan dược ra lò, người không tiếp xúc tới lô đỉnh cực nóng, bàn tay giống như cuộn thành tơ, chân khí hình thành lưới khí đặc thù. Tuy rằng động tác nhẹ nhàng, thế nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể nhận ra được, đỗ mãn đan sư có phải là giống bách triền thủ của ngươi như đúc hay không? Trương Huyền không cho đối phương cơ hội cãi lại, trực tiếp một hơi nói ra. Nói đến đây, hắn dừng lại một hồi, khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Nếu như, trình đan sư cảm thấy ta nói bậy, ăn nói bừa bãi, ở chỗ chúng ta có sử dụng ngọc tinh ghi chép, có thể lật xem bất cứ lúc nào, mọi người cũng có thể chú ý tới mấy chỗ ta nói, để xem có phải là nói bậy hay không. Ngươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân trình giang liên tục run rẩy. Hắn biết, đối phương nói không sai một chút nào. Luyện đan sư, mỗi người đều có truyền thừa thuộc về chính mình. Hắn vì muốn để cho năng lực tiến bộ càng nhanh hơn cho nên học trộm chung quanh, vốn tưởng rằng mình đã vô cùng bí ẩn. Thế nhưng làm sao tên tiểu tử này biết được chứ? Hơn nữa lại còn rõ ràng như thế. Trong nháy mắt hắn như bị lột trần đứng ở trước mặt tất cả mọi người từ sâu trong lòng sinh ra sự sợ hãi sâu sắc sao nào vẫn còn cảm thấy ta nói bậy không để ý tới việc đối phương trở mặt trương huyền lần nữa bước lên phía trước nếu như ngươi cảm thấy những lời ta nói đều không đúng như vậy bộ phương pháp luyện đan này của ngươi có phải tên là vạn lưu quy giang hay không ngươi là ma quỷ trình giang đan sư lảo đảo một cái ngã xuống đất bộ thủ pháp này của hắn quả thực lấy cái tên này tên là vạn lưu quy giang mấy ngày trước hắn vừa mới đặt tên chưa từng nói với bất cứ một ai thậm chí ngay cả học đồ của hắn cũng không biết làm sao đối phương lại mở miệng nói ra được chứ năng lực quan sát tinh tế tỉ mỉ như vậy lại biết mình lặng lẽ ăn cắp thủ pháp bản lĩnh của người khác tên này là ma quỷ hay sao sao lại thế trong lòng trình giang đan sư tràn ngập sợ hãi vạn lưu quy giang tất cả lưu phái đều quy về trình giang ngươi khẩu khí thật là lớn thủ pháp thực sự rất tốt ân cắp thủ pháp của chúng ta dung hợp lại với nhau lại nói sáng chế ra thủ pháp mới trình giang ngươi thật là có bản lĩnh. đáng thương cho ta lại xưng huynh gọi đệ cùng ngươi coi ngươi là bằng hữu tốt nhất không ngờ ngươi lại làm như vậy được lắm bắt đầu từ hôm nay giao tình của chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt nhìn thấy biểu cảm của trình giang cẩn thận nhớ lại thủ pháp trước đó của hắn. Nếu như mọi người vẫn không phân tích ra được thì quả thật chính là kẻ ngu si. Rất nhiều luyện đan sư ở đây đều tức giận tới mức mặt đỏ phừng phừng lên, ánh mắt bừng bừng lửa tức giận. Bọn họ không được tính là luyện đan sư cao minh gì cả, thủ pháp của từng người cũng không phải là bí mật không truyền, nhưng... Tên này, muốn học thì học, cứ quang minh chính đại, bị cự tuyệt cũng không có gì. Thế nhưng lại lặng lẽ học trộm ở sau lưng, tuyệt đối đã phạm vào tối kỵ không chỉ như thế, còn càn dỡ nói tự nghĩ ra thủ pháp, sáng lập cái em gái nhà ngươi ấy. Trộm nhiều thủ pháp của chúng ta như vậy, dung hợp lại hình thành một thứ hỗn độn chính là sáng chế ra thủ pháp hay sao? Nếu như đúng là như vậy, chẳng phải người người trong thiên hạ cũng có thể sáng chế ra thủ pháp mới hay sao? Còn vạn lưu quy giang, làm người tại sao lại có thể vô sỉ như thế chứ? Mọi người lần nữa nhìn về phía trình giang, không có đối xử bình đẳng như trước nữa, nếu có cũng chỉ là đủ loại căm ghét chư vị bớt giận thấy mọi người căm phẫn sục sôi trương huyền cười cười ngắt lời của bọn họ quay đầu nhìn về phía trình giang đang tràn ngập không thể tin được trình đan sư ta có được tính là thắng không ngươi ngươi nhìn thấy nét cười của hắn trình đan sư run cầm cập một hồi nói ngươi thắng ta chịu thua không chịu thua cũng không được quả thực ánh mắt của đối phương chính là ma quỷ Hắn chỉ lo đối phương nói thêm gì nữa sẽ bại lộ nhiều bí mật hơn, cho nên chỉ có thể vội vã đáp ứng. Giờ khắc này, hắn đã có chút hối hận vì mình cố ý làm khó dễ đối phương. Nếu không phải như thế, tuy rằng đối phương cũng vạch ra khuyết điểm như hai người mạnh nham, Trần Tiêu, thế nhưng cũng để lại mặt mũi, mà đối với hắn lại trực tiếp làm mất mặt, vạch trần tại chỗ. Có thể dự đoán ra được, sau khi những chuyện này truyền đi, sau đó này ở trong luyện đan sư công hội thiên huyền quốc này hắn không có đất đặt chân nữa. Hắn sẽ trở thành chuột chạy qua đường mà người người kêu đánh. Thậm chí, địa vị và sự tín nhiệm cũng sẽ mất sạch sành xanh, trở thành người xấu trong mắt người khác, là tên lừa đảo. Nghe thấy hắn thừa nhận, Trương Huyền khẽ mỉm cười. Vốn hắn chỉ luận đan với mọi người, cũng không có xung đột quá phận quá đáng, nếu nhân cách của đối phương thiếu hụt thì hắn cũng không thèm để ý, nhưng tên này lại đi hùng hổ dọa người muốn làm cho ta khó coi người đùa gì vậy là người xuyên việt lại sở hữu ngón tay vàng nếu để cho ngươi làm ta mất mặt thì ta còn lăn lộn thế nào nữa nếu đã tự mình đụng vào lưới thương vậy thì đừng trách ta không khách khí vừa vặn ta cũng giết gà dọa khỉ cũng để cho những người khác biết trương huyền ta không phải dễ đắc tội như vậy trình đan sư đã chịu thua trương huyền nhìn quanh một vòng còn có ai nữa không trong nháy mắt chung quanh yên lặng như tờ. chương 115, Nhuận Huyền Đan Tuy rằng vị trước mắt chỉ vạch ra khuyết điểm bên trong luyện đan của ba vị luyện đan sư, nhưng năng lực thể hiện ra đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng. Không nói đâu xa, chỉ nói Trình Giang vừa nãy, động tác nhanh như vậy, thời gian luyện đan ngắn như thế mà hắn lại có thể nhìn ra mỗi một động tác, phân tích ra khởi nguồn của mỗi một thủ pháp, cũng có thể suy ngược được ra hắn học trộm tài nghệ của mọi người. Chỉ bằng vào loại nhãn lực và lượng tri thức này, chính là thứ mà tất cả mọi người không cách nào so sánh được. Ba vị luyện đan sư đã chịu thua, bảy vị còn lại, ai trong các ngươi lên trước. Thấy không có một người nào nói chuyện, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang. Luận đan, nhất định phải khiến cho tất cả 10 vị luyện đan sư chịu thua mới được, nếu không sẽ không tính là thông qua. Chuyện này, bảy người còn lại, tiếp tục trầm mặc. Đối phương đã có ánh mắt cao minh như vậy thì cũng thôi đi, ba vị luyện đan sư vừa rồi bị hắn nói một người thì trước mặt mọi người bị vạch trần mình đội nón xanh một người sắp chết rồi người cuối cùng càng thân bại danh liệt bọn họ chỉ tới đây tham dự luận đan chẳng ai muốn bị vạch trần cho thương tích đầy mình cả ánh mắt của đối phương lợi hại như vậy tâm cảnh hơi có chút vấn đề đã bị nhìn ra với tình huống như thế còn ai dám tiếp tục đi ra cơ chứ hơn nữa luận đan cũng không thể chưa tỉ thí mà đã chịu thua làm như vậy tương đương với nhường nhịn gian dối một khi bị đều sẽ tra ra nhất định sẽ bị khai trừ tư chất luyện đan sư vì lẽ đó bảy người còn lại không ai dám làm chim đầu đàn chư vị động tác nhanh lên một chút cũng không thể liên tục kéo dài thời gian như vậy a à. cũng nhìn ra tình cảnh lúc này có chút lúng túng âu dương thành không nhịn được mở miệng để ta tới đi trầm mặc chốc lát đỗ mãn luyện đan sư đứng dậy hắn cũng xem như quen biết trương huyền Thậm chí còn bắt hắn đánh cuộc, vốn hắn tưởng rằng chỉ là một tiểu tử ngung cuồng không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương lại nắm giữ ánh mắt và năng lực như vậy. Coi như là hắn cũng kém xa tiết tắp. Thế nhưng, cũng hết cách rồi, cũng không thể tiếp tục tốn thời gian ở đây nữa. Đỗ mãn đan sư, người không phải vội, để ta đến đi. Đỗ mãn đang muốn luyện đan, để trương huyền vạch ra chỗ thiếu hụt thì một lão giả đứng dậy là bạch minh đan sư. Vừa nãy Trương Huyền vạch Trần Trình Giang, học trộm thiên ti huyễn thủ của hắn, chắc hẳn hắn rất là tức giật, làm sao lúc này lại ra tay cơ chứ? Không biết, cứ xem một chút đi. Nhìn thấy vị lão giả này, tất cả mọi người đều dùng mình. Bạch Minh Đan Sư, tuy rằng không phải là người có tuổi tác lớn nhất, tư lịch già nhất trong mọi người, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là người có uy vọng to lớn nhất. Bởi vì hắn không những là luyện Đan Sư, mà còn là người cầm lái thực tế của bạch gia một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thiên huyền thành sau lưng nắm giữ quyền thế và lực lượng rất lớn nếu bạch đan sư ra tay ta cứ nhìn trước đã đỗ mãn đan sư ngồi xuống so với vị bạch minh này bất kể là tư lịch hay là địa vị hắn đều có chút không bằng trương huyền ánh mắt của ngươi quả nhiên không tồi hơn nữa năng lực phân tích cũng rất mạnh thế nhưng đầu cơ trục lợi đối với luyện đan cũng không phải hiểu rõ bao nhiêu. Sau khi xác định ứng viên, Bạch Minh nhìn về phía Trương Huyền, âm thanh cũng rất là bất thiện. Cũng khó trách hắn tức giận, đại thọ qua đi bị người ta đánh cắp bí tịch gia truyền, tất nhiên đối phương đáng chết. Thế nhưng bị vạch trần trước mặt mọi người cũng làm cho hắn mất hết thể diện. Suốt cuộc, Bạch gia lớn như vậy, không ngờ lại không ngăn được một tên luyện đan sư, nếu chuyện này truyền đi, hắn chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Đầu cơ trục lợi, Sao Bạch Đan sư lại nói lời ấy? Trương Huyền hơi kinh ngạc. Rất đơn giản, vừa nãy bất kể là Mạnh Nham, Trần Tiêu hay là Trình Giang, những khuyết điểm mà ngươi nói, hay những gì mà bọn họ bắt đầu thành lập. Nếu cẩn thận cân nhắc một hồi, hoàn toàn có thể hiểu là do ngươi sớm đã thăm dò chuyện xảy ra gần đây và những chỗ thiếu sót trong tính cách của bọn họ, lại dùng phương pháp đảo ngược để suy tính mà nói ra được đúng như thế. Bạch Minh hừ lạnh nói, "Đảo ngược? Không tôi Bạch Đan Sư vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, dùng mạnh nham làm thí dụ, nếu như sớm biết hắn giết tiểu thiết của mình, trong cơ thể có sát khí và lửa giận là có thể ung dung kết luận tính tâm đan mà hắn luyện nhất định không có công hiệu. Trần Tiêu Đan Sư cũng giống vậy, biết hắn bị bệnh, mạng không còn dài, đương nhiên cũng có thể nói ra vấn đề về đan dược, tính tâm đan có phản ứng từ tâm cảnh. Nếu đã sớm biết những tin tức này, coi như là một con heo cũng có thể biết được đan dược không thể dùng các ngươi vừa nói như vậy ta cũng có chút hiểu ra. Nếu như hắn đã sớm chuẩn bị, biết trình giang học trộm thủ pháp của chúng ta. Khi đó muốn đoán ra đối phương cái nào cũng rất đơn giản. Bạch Minh vừa nói ra giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, giống như đã hiểu ra vậy. Trước đó là bởi vì không thể nào hiểu được làm sao đối phương cố thể nhìn ra được những thiếu hụt này cho nên mới cảm thấy sợ hãi giờ khác này đã biết nguyên nhân, sự sợ hãi trong lòng đã tiêu hết. Nói thật, nếu như để cho bọn họ biết được những tin tức này, nhất định cũng có thể phán đoán ra chỗ thiếu hụt trong lúc luyện đan của đối phương, lại sớm tìm ra chỗ có vấn đề. Ồ, đảo ngược, ý nghĩ rất thú vị. Không nghĩ tới vị bạch minh luyện đan sư này lại tạo thành náo động lớn như vậy, Trương Huyền cười nhạt. Người đừng quan tâm ta dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt khi người luyện đan là được. Đúng vậy, có năng lực nhìn ra chỗ thiếu hụt khi ta luyện đan, quả thực coi như ngươi đã thắng. Thế nhưng, ta cũng muốn sửa đổi quy tắc một chút." Bạch Minh đan sư nói. "Ồ, vẫn như cũng là xem ta luyện đan, vạch ra khuyết điểm của ta, nhưng điều ta muốn chính là ngươi vạch ra thiếu hụt chân chính bên trong quá trình luyện đan, tỉ như thủ pháp, khống chế lò lửa, phối hợp dược liệu, mà không phải chỉ ra những thứ lặt vặt như tâm tình, không cho ngươi biết tin tức để theo quá trình suy ngược ra." Bạch Minh hừ lạnh nói. Hay, cứ như vậy đi. Như vậy hắn ta sẽ không thể dùng loại hình tâm tình để làm văn nữa. Có quy định này, coi như hắn muốn dùng tin tức biết đến để suy yêu ngược ra cũng không suy ra được. Đúng vậy, đây mới thực sự là vạch ra khuyết điểm. Mọi người gật đầu. Nói thật, tất cả mọi người đều bị năng lực vạch ra khuyết điểm của Trương Huyền làm cho sợ hãi. Làm người tu luyện, một đường tiến lên, từ bên trong trăm vạn người bộc lộ tài năng, Ai mà không có một hai việc không thể lộ ra ngoài chứ? Ngộ nhớ bị tiểu tử này nói ra ở trước mặt mọi người, như vậy sẽ rất mất mặt. Vì lẽ đó, Bạch Minh đan sư vừa nói ra quy tắc mới đã lập tức được mọi người tán thành. Chỉ cho phép người nói ra chỗ thiếu hụt bên trên luyện đan, không nên nói tới chuyện giết người, sắp chết như trước nữa. Mặc dù bọn họ là luyện đan sư, thế nhưng cũng không chịu được bị dọa như vậy. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe thấy đối phương ra quy định hắn nào không biết bọn họ đang nghĩ cái gì, khóe miệng Trương Huyền nhếch lên. Đương nhiên, Bạch Minh Đan Sư vùng ống tay áo lên, nói. Chỉ xem người có dám hay không mà thôi. Bắt đầu đi. Trương Huyền không muốn nói nhiều. Được. Nghe thấy hắn đồng ý, Bạch Minh Đan Sư thở phào nhẹ nhóm, suy tư một chút, lấy dược liệu xong, đi vài bước tới trước mặt lò luyện đan. Hừng hực. Hỏa diễm thiêu đốt, bắt đầu luyện đan. Không bao lâu sau, lửa co rút lại, lò luyện đan được mở ra, ba viên đan dược đã được lấy ra. Đan dược nhất phẩm, nhuận huyệt đan, là đan dược chuyên môn chuẩn bị cho cường giả võ giả lục trọng, có thể ôn dưỡng huyệt đạo, khiến cho người ta đi càng xa hơn ở bên trong tích huyệt cảnh. Lúc trước thượng thần trưởng lão từng đánh đổi rất lớn để mua một viên cho thượng bân, người sau vì giáo huấn trương huyền cho nên đã đánh đổi, đưa cho bạo thiên sư. Dù vậy, bạo thiên sư vẫn phản chiến như cũ, cho nên mới khiến cho thượng bân u oán không ngớt. Bất kể nói như thế nào, nhuận huyệt đan ở trong đám đan dược nhất phẩm cũng được coi là không tồi, tĩnh tâm đan còn xa mới sánh được. Audio điện tử võ tấn bền chương 116, Bạch Minh Đan Sư Tan Vỡ Thượng Lợi hại, cũng chỉ có Bạch Minh Đan Sư mới có được thực lực như vậy, trong hoàn cảnh như vậy mà cũng có thể luyện chế thành công nhuận huyệt đan. Nhuận huyệt đan rất khó luyện chế, thủ pháp của Bạch Minh Đan Sư rất phức tạp, ta cũng chưa từng thấy. Ta cũng muốn xem xem, Trương Huyền này có thể nói ra khuyết điểm gì. Kha kha, mấy người chúng ta cứ xem trò hay đi. Nhìn thấy Bạch Minh Đan Sư luyện chế ra nhuận huyệt đan, rất nhiều luyện đan sư đều nở nụ cười. Đan dược càng cao cấp thì thủ pháp luyện đan cũng càng phức tạp, nhuận huyệt đan ở bên trong các đan dược nhất phẩm cũng được coi là không kém. Mà thủ pháp luyện chế rất dườm ra không gì sánh được, ngay cả những người như bọn họ cũng không thể xác nhận được sai lầm bên trong thủ pháp, một tên học đồ làm sao có khả năng nhìn ra cơ chứ. Được rồi, đan dược đã được luyện thành, người nói ra tên gọi và khuyết điểm của thủ pháp này một chút đi. Cười lạnh, Bạch Minh đan sư bình tĩnh hít thở một lát, bàn tay lớn vẫy một cái. Ý vào nhược điểm và tin tức không biết có được từ chỗ nào mà đã muốn luận đan thành công, nằm mơ đi. Không có chân tài thực học, vạch ra sai lầm luyện đan chính xác, muốn làm cho bản thân hắn khâm phục ngay cả cửa cũng không có người chắc chắn định để ta nói chứ vẻ mặt trương huyền lần nữa trở nên kỳ quái đừng giả thần giả quỷ ở chỗ này không nói ra được thì chịu thua đi bạch minh đan sư hừ lạnh vậy cũng tốt trương huyền lắc đầu một cái hai tay chắp ra sau lưng chậm rãi đi tới giữa phòng thủ pháp luyện đan người dùng gọi là thiên phong thủ truyền thuyết là do một vị luyện đan sư nhị tinh tên là phùng tuyên sáng tạo ra Đưa dược liệu lên, rửa theo trình tự đặc thù, giống như ngọn núi, tầng tầng lớp lớp kết nối, sóng sau nối tiếp sóng trước, khống chế hỏa diễm cũng theo trình tự này, uy lực bỗng lớn bỗng nhỏ. Mà luyện đan như vậy có thể khiến cho dược hiệu dung hợp đầy đủ, rất dễ dàng thành đan. Nhưng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, đó là muốn làm cho cấp bậc đan dược tăng lên, vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó, ba viên nhuận huyết đan này của ngươi cho dù có thành công luyện chế thì cũng chỉ là thành đan cấp thấp nhất muốn trở thành thật sự no đủ, hầu như là chuyện không thể. Loại thủ pháp luyện đan này chỉ thích hợp cho luyện đan sư trình độ thấp sản xuất một lượng lớn. Nói thật, những luyện đan sư hơi khá một chút đều không học nó. Bởi vì nó sẽ ràng buộc con đường tiến lên của bản thân, bất luận là luyện tập bao nhiêu lần thì cũng không thể tăng lên phẩm chất đan dược được một chút nào. Cho nên cho dù có học được thì có tác dụng gì chứ? Trừ phi, bản thân cảm thấy bản thân mình không tiềm lực gì có thể khai quật. Lúc này mới chọn loại thủ pháp này. Trương Huyền khẽ mỉm cười, có chút ý tứ sâu xa nhìn qua phía hắn. Bạch Minh đan sư, không biết lời ta nói có đúng hay không? Hừ. Nghe thấy lời này của đối phương, Bạch Minh cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Thân là người cầm lái của Bạch gia, lại là luyện đan sư nhất tinh, địa vị tôn sùng. Thế nhưng khi đến miệng đối phương lại xong rồi, trở thành luyện đan sư trình độ thấp, không có tiềm lực để đào móc. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào phản bác. Khuyết điểm của thiên phong thủ đúng như đối phương nói, tuy rằng luyện chế nhuận huyệt đan rất dễ dàng, thế nhưng lại không cách nào tiến bộ. Người cũng không nên đắc ý, nói ra những thứ vô dụng này, còn phải nói ra sai lầm trong lúc ta luyện đan vừa rồi thì mới được tính là thắng cuộc. Thở ra một hơi, Bạch Minh cố nén lửa giận. Được rồi, Trương Huyền cũng không phí lời, lại đi về phía trước hai bước, đi tới trước mặt lò luyện đan vậy trước hết ta sẽ bắt đầu từ trụ cột nhất. Chỉ cần là luyện đan sư thì đều biết việc này. Nếu muốn luyện chế ra đan dược tốt, nhất định phải có lực khống chế cực mạnh đối với lửa, lò luyện đan thì mới được. Vừa nãy Bạch Minh đan sư, khi cầm dược liệu đã bắt đầu luyện chế, không biết nắm giữ bao nhiêu về lô đỉnh này. Lò lửa này chứ? Các ngươi không cần phản bác lời ta nói, quy chế của những lò luyện đan này đều không khác nhau là mấy, không cần phải tính toán quá nhiều. Ta có thể nói cho các ngươi rõ ràng, dược liệu giống nhau, lò lửa tương tự, lò luyện đan tương tự. Thế nhưng đan dược luyện ra được lại không giống nhau, bởi vì có một chút khác biệt, thậm chí hơi bất cần một chút còn có thể có thể làm cho đan dược luyện chế ra bị hạ thấp xuống một đẳng cấp. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lò luyện đan, Trương Huyền tiếp tục nói. Không tin, hiện tại ta sẽ nói cho các người biết. Lò luyện đan này cao 7 thước 3 tấc, rộng 3 thước 2 tấc là thứ do ba thợ thủ công của thạch tỉnh phường luyện chế ra từ 7 năm 3 tháng trước, tổng cộng đã luyện qua 147 lần đan dược. Trong đó đan dược nhất phẩm là 88 lần, đan hoàn thấp hơn nhất phẩm là 59 lần. Trong quá trình vận chuyển đã chịu qua 3 lần va chạm, từ trên đỉnh xuống dưới tổng cộng có 13 vết nhỏ. Khi luyện chế đan dược phổ thông, không ảnh hưởng tới toàn cục. Thế nhưng sẽ làm cho dược lực tán giật, nguyên khí tán loạn, do đó dẫn đến khi thành đan dược lực không đủ, đẳng cấp bị hạ thấp. Đỉnh này độ dày hơn một tấc, nhiệt lượng muốn hoàn toàn thẩm thấu cũng cần một nén hương lẻ 34 hô hấp. Độ dày hai bên trái phải nắp đỉnh hơi có khác biệt, cách biệt ba sợi to, đừng có xem thường một chút độ dày ấy. Mà tình huống của lửa cũng tương tự, nhiệt lượng hai bên có tranh lệch 5%, bởi vậy chi phối sẽ vị trí thả dược liệu, sẽ làm cho phân bố dược liệu trong nhuận huyệt đan hoàn toàn khác nhau. Thật hay giả vậy? Một lô đỉnh cũng có nhiều học vấn như vậy sao? Nghe thấy Trương Huyền chậm rãi nói, rất nhiều luyện đan sư phía dưới đều há hốc miệng, sắp phát điên rồi. Tuy rằng bọn họ cũng biết lò luyện đan không giống nhau thì cấp bậc đan dược luyện chế ra cũng không giống nhau. Thế nhưng dù có mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, một lò luyện đan mà còn có nhiều học vấn như vậy. Hơn nữa, đây là lô đỉnh do luyện đan sư công hội vì lần luận đan này cho nên mới chuyển vào trong này. Mà làm sao hắn ta lại biết cặn kẽ như vậy, thậm chí luyện chế ở nơi nào, độ dày lô đỉnh, to nhỏ, đã luyện qua bao nhiêu lần đan. Đều rõ ràng. Còn bà nó, chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi đó. Liếc mắt là đã nhìn ra những thứ này, ngươi, là quái vật sao? Ta đã nói xong về lô đỉnh, ta sẽ nói một chút về lò lửa. Không để ý tới mọi người đang kinh ngạc, Trương Huyền chỉ tay về lửa ở dưới mặt lô đỉnh. Đây là lửa được thiêu đốt mà ra, nơi nóng nhất có thể hòa tan sắt thép thành chất lỏng, lại phối hợp với chân khí của võ giả có thể ung dung khống chế thế lửa to nhỏ, do đó có thể khống chế nhiệt độ cao thấp. Thế nhưng, lửa và dược liệu cũng không phải trực tiếp tiếp xúc với nhau. Mà đan dược chúng ta luyện chế là thành đan ở bên trong lô đỉnh, lửa ở bên ngoài xuyên qua nắp đỉnh, còn lưu giữ được bao nhiêu ở bên trong lô đỉnh mới là thứ chúng ta nên cân nhắc. Thiên đô than đá là than đá tốt nhất để luyện đan, không nói tới nhiệt độ cao mà lực xuyên thấu cũng mạnh, than đá phổ thông sau khi xuyên thấu qua khoảng một tấc nắp đỉnh thì chỉ còn lại có 37% nhiệt lượng. Mà loại than đá này, năng lực được giữ lại tới 46%. Chỉ có biết quy luật này thì mới có thể xác nhận dược liệu ở bên trong đang phải chịu nhiệt độ cao bao nhiêu, bao lâu thì mới có thể dung hợp dược hiệu tốt nhất, tạo ra đan dược nhất phẩm có phẩm chất ra sao. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là thứ căn bản nhất của luyện đan sư, không được tính là khuyết điểm, ta chỉ thuận miệng giới thiệu một chút mà thôi. Trương Huyền nở nụ cười, nhìn về phía bên cạnh. Thế nhưng, ta vẫn muốn hỏi Bạch Minh đan sư một chút, trước khi người luyện chế đan dược, những chuyện này. Người có chú ý không? Bạch Minh đan sư chỉ cảm thấy ra đầu tê tê, suýt chút nữa đã ngất đi. Chú ý, chú ý cái đầu người ấy. Ta chỉ luyện đan, những thứ này phức tạp như vậy, ta. Làm sao biết chứ? Hơn nữa, coi như muốn chú ý thì cũng chẳng có cách nào, không lẽ trước tiên phải tìm thước đo để đo lô đỉnh một lần, sau đó lại kiểm tra nhiệt độ của lò từng chút một hay sao? Nếu thực sự như vậy cũng mất 2-3 ngày, còn luyện đan cái khỉ gì nữa chứ? chương 117, Bạch Minh đan sư tan vỡ hạ. Trong lòng phiền muộn, nhưng Bạch Minh cũng biết, mình không cách nào trả lời. Trước khi luyện đan, kiểm tra lô đỉnh, lò lửa, đây là chuyện cơ bản nhất, coi như là một tên học đồ cũng có thể đọc lào lầu bản thân vừa ra tay đã luyện đan, rất rõ ràng đây chính là một sai lầm lớn. Giống như Trương Huyền kiếp trước vậy, trước khi lái xe không thắt dây an toàn, không nhìn xăm lốp xe, cảnh vật chung quanh thân xe mà lại trực tiếp vào số, coi như xuất hiện sự cố thì cũng không lý do để cãi lại. Trạng thái hiện tại của Bạch Minh chính là như vậy, bị một tên học đồ giáo huấn trước mặt mọi người, rõ ràng là tiến thoái lưỡng nan, lại không phản bác được, trong lòng buồn bực thế nào có thể tưởng tượng ra được đã nói tới lô đỉnh, lò lửa, chúng ta tới công đoạn dung hợp dược liệu đi. Biết đối phương không có cách nào trả lời, Trương Huyền lười tiếp tục truy hỏi, lại nói tới dược liệu. Nguyện huyệt đan, tổng cộng cần 47 loại dược liệu, bên trong nhiều dược liệu như vậy, dược tính có tương hợp, có xung đột lẫn nhau. Nếu không khống chế xung đột trước sẽ rất dễ khiến cho đan dược hỏng. Trước tiên ta sẽ nói một chút về trình tự của Bạch Minh Đan Sư. Đầu tiên hắn thả vào thông tâm thảo thông tâm thảo thông tâm thuận khí, chịu được nhiệt độ cao, dược lực cần lửa lớn rèn luyện thì mới có thể tinh luyện ra được. Là dược liệu thứ nhất thả vào lô đỉnh, có thể tiếp xúc với nhiệt lượng sớm hơn, kích phát dược tính, chuyện này đã làm đúng. Thế nhưng, sai là sai ở chỗ, hắn thả thông tâm thảo vào, sau 7 hô hấp mới thả loại dược liệu thứ hai vào, trưởng liệt hoa. Khốc thông tâm thảo mà hắn nắm, nếu như ta không nhìn nhầm, chắc là chỉ có nửa năm tuổi, dược lực không tính là hùng hậu, trên cơ bản đều tập trung ở bên trên lá cây, không có thấm vào kinh mạch. Loại dược liệu này, lúc bị lửa kích thích, dược lực sẽ tản mát ra, dưới tình huống bình thường, trong hô hấp phải thả trưởng liệt hoa vào. Mà hắn lại chậm lại đến 7 hô hấp, khiến cho dược hiệu tổn thất 13%, thất bại. Trường liệt hoa 5 năm tuổi, dược lực tương đối hùng hậu, thời gian luyện chế, lúc thả vào lô đỉnh là từ bên trái chậm rãi thả xuống, quá trình rơi xuống đại khái là một nửa hô hấp. Trong khoảng thời gian này, lô đỉnh cực nóng đã có thể làm cho dược hiệu phát huy ra tác dụng, rất dễ dung hợp cùng thông tâm thảo. Mà bạch minh đan sư thì lạ, trực tiếp ném dược liệu vào trong đó, khiến cho nó mất đi thời cơ tiếp xúc với lô đỉnh sớm, dược hiệu không triệt để phát huy được. Lại tổn thất 14%, thất bại. Hai loại dược liệu này, dược tính thoáng cái xung đột lẫn nhau, tiếp theo chính là bỏ bồng hoa thảo vào để trung hòa, thế nhưng hắn lại thả dược liệu có thuộc tính cuồng bạo vào, khiến cho hai loại dược tính xung đột với nhau làm cho lần nữa tổn thất 11%, thất bại. Bản thân là thuộc tính dương, trời sinh khô nóng, sau khi tiến vào lô đỉnh cực nóng lại lập tức thả thanh lương thảo vào trung hòa mới là chính đạo. Mà Bạch Minh Đan Sư lại thả chi mẫu thảo vào, dược tính của chi mẫu thảo có thể tương dung với bất luận một loại dược liệu nào. Là thứ tốt nhất để trung hòa tất cả dược liệu, tuy nhiên chính là bởi vì như vậy sẽ triệt để để hóa giải thuộc tính dương, dẫn đến hiệu quả của nhuận huyệt đan sẽ giảm nhiều, thất bại thất bại, thất bại, thất bại. Trương Huyền càng nói càng nhanh, giống như cái máy, mỗi một câu nói đều có lý có chứng, có căn có cứ, mỗi một chỗ thất bại đều giống như cái búa lớn nện ở trên mặt Bạch Minh Đan sư, khiến cho sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, thân thể càng không tự chủ được phải run rẩy. Luyện đan không phải là trò đùa, dược liệu tương tự nhau, năm tuổi không giống thì dược hiệu cũng không giống nhau trong đó liên quan tới đủ loại phối hợp và các loại dung hợp với lô đỉnh, dườm già phức tạp. Chỉ một viên nhuận huyệt đan, muốn nói tỉ mỉ, không có ba ngày cũng không nói hết được. Chính vì như thế, nghề nghiệp luyện đan sư này mới có thể xếp trên thứ hạng cao ở trong các nghề nghiệp cửu lưu. Những thứ hắn, nói đều đúng. Chỉ liếc mắt nhìn luyện đan đã có thể nhớ kỹ trình tự đưa lên 47 vị dược liệu của Bạch Minh đan sư, nói không sai một chút nào. Đây là trí nhớ gì đây chứ? Nhớ kỹ trình tự cũng không tính là gì, quan trọng là liếc mắt đã nhìn ra năm tuổi của mỗi một cây dược liệu, lại còn biết nên phối hợp như thế nào thì mới có thể phát huy dược tính tốt nhất. Người còn có phải là người nữa hay không? Nghe thấy hắn nói như vậy, luyện đan phải kết hợp với quá nhiều chuyện, khó trách đan dược của ta trước sau không đạt tới hoàn mỹ, thậm chí là đan văn thì ra là như vậy. Nghe thấy Trương Huyền nói, tất cả mọi người đều yên lặng mỗi người đều có cảm giác như đầu bị đập một búa, trợn mắt há hốc mồm. Con bà nó, đây mới gọi là luyện đan. Hóa ra trước đó chúng ta vốn đang lãng phí dược liệu, sỉ nhục nghề nghiệp luyện đan sư này. Có thể dự đoán ra được, nếu như thật sự dùng phương pháp này của hắn để luyện đan, tất nhiên đan dược sẽ tăng lên một cấp bậc, hoàn mỹ, đan văn cũng không còn là giấc mơ nữa. Đây đã không phải là lý luận mà nhất phẩm luyện đan sư có thể tiếp xúc được mà là thứ mà đan sư càng cao hơn mới có thể nắm giữ được mọi người kinh ngạc bạch minh đan sư ở bên cạnh ngay cả tâm tự tử cũng có nghe đối phương nói vậy nghĩa là tất cả mọi hành động của hắn đều thất bại đây đâu phải là luyện đan quả thực là đang luyện phân ấy quan trọng là luyện phân chí ít cũng không lãng phí mà hắn luyện đan dược xong tương đương với lãng phí hết tất cả dược liệu phù lồng ngực hắn cảm thấy càng ngày càng phiền muộn một ngụm máu tươi phun ra từ trước cho tới nay, hắn đều cho rằng mình luyện đan rất có thiên phú, là luyện đan sư cao minh danh xứng với thực. Thế nhưng sau khi nghe được lời của đối phương thì hắn mới biết trình độ loại này của hắn ngay cả trẻ con cũng không bằng. Trước đó hắn còn có rất tin tưởng, thế nhưng nghe đối phương liên tục nói, sự tự tin đã mất. Bây giờ, e rằng ngay cả lò luyện đan hắn cũng không dám tiếp tục đến gần nữa. Thân thể run rẩy, Bạch Minh đan sư mới vừa rồi còn hăng hái, muốn tìm Trương Huyền gây phiền phức sắc mặt càng ngày càng khó coi, như là tổ hỏa nhập ma vậy. Một lát sau, hắn cắn răng một cái. Đúng vậy, dùng loại trình độ này của ta còn luyện đan cái gì nữa chứ? Quả thực chính là phung phí của trời, lãng phí dược liệu. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Minh ta sẽ không luyện chế một viên đan dược nào nữa. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Một lời thề từ miệng hắn vang lên. Cái gì? Không luyện đan nữa. Bạch Minh đan sư, nghe thấy hắn phát lời thề tất cả mọi người đều mẩn ngơ mỗi người đều không tự chủ được run cầm cập trong lòng xuất hiện cảm giác mèo khóc chuột đường đường là luyện đan sư lại xin thề không luyện đan chẳng khác nào triệt để cáo biệt với giới đan dược cả đời khổ cực nỗ lực tất cả đều trôi theo nước chảy mà nguyên nhân chuyện như vậy không ngờ lại là từ một học đồ luyện đan vạch ra khuyết điểm luyện đan của hắn có phải hắn đã quá lỗ máng một vị luyện đan sư không nhịn được nói nếu như đổi lại là ngươi bị chỉ trích, đứng mũi chịu sao, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Một tên luyện đan sư khác không nhịn được nói. Ta, tên luyện đan sư kia ngừng lại, không nói ra được nửa câu. Đối phương nói không sai, nếu như vừa nãy người lên không phải bạch minh đan sư mà là hắn. Sau khi luyện chế ra đan dược mới phát hiện ra thủ pháp của mình, hành động đều không được. Tất cả nỗ lực đều giống như dám chó không có tác dụng, e rằng tự tin và kiên trì nhiều năm cũng sẽ đổ nát trong nháy mắt. Một khi loại tự tin này mất đi, coi như sau này muốn luyện đan cũng không có cách nào nữa. Nếu đã như vậy, còn không bằng trực tiếp xin thề không tiếp tục luyện đan nữa thì hơn. Luyện đan không phải giang đậu, không phải là trò đùa, tâm cảnh, thủ pháp, sự tự tin, thiếu một thứ cũng không được. Lòng tự tin đã mất, còn gì là luyện đan sư nữa chứ? chỉ bằng vào vạch ra khuyết điểm đã khiến cho một vị luyện đan sư lâu năm đánh mất tự tin, không dám nữa luyện đan. Trong đầu mọi người đồng thời xuất hiện suy nghĩ này, khi lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, trái tim của tất cả mọi người đều liên tục co bóp. Khó trách vừa bắt đầu hắn đã cho thấy thái độ của mình, không muốn nói tới thiếu hụt bên trên luyện đan, vốn bọn họ còn đang cho rằng là đối phương không thấy được cho nên mới cố ý nghênh ngang tu bổ khiếm khuyết. Bây giờ mới biết, đâu phải người ta không biết, mà là biết quá nhiều, sợ nói ra sẽ đả kích làm cho ngươi muốn độn thổ. Đại ca, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc ngươi là học đồ luyện đan, hay chúng ta mới là học đồ luyện đan vậy chứ? chương 118, Luận Đan Chân Chính Thượng Ta chịu thua. Sau khi nói mình sẽ không tiếp tục luyện đan nữa, Bạch Minh Đan Sư không người nói. Từ lúc bắt đầu luận đan lại thêm thời gian luyện đan cũng chỉ hơn một canh giờ chút, không ngờ đã có bốn vị luyện đan sư chủ động chịu thua, kết quả này đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Âu Dương Thành ở bên cạnh toàn thân cũng run cầm cập, không thể tin được. Trước đó hắn liên tục không coi trọng Trương Huyền, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Quả thực chính là nghiền ép. Khó trách có thể đạt được điểm số tối đa trong sát hạch học đồ, thậm chí lại còn nhận ra hắn nhận sai dược liệu, phần năng lực này quá mạnh mẽ. Văn Tuyết ở một bên cũng tràn ngập sợ hãi, thân thể mềm mại liên tục run rẩy không ngờ bản thân nàng lại đi cười nhạo vị đã khiến cho luyện đan sư á khẩu không trả lời được là đầu óc mình có vấn đề hay là lá gan quá lớn vậy may mà đối phương không tính toán với nàng nếu không e rằng nàng sẽ không ở trong luyện đan sư công hội được nữa để ta đến đi thấy bạch minh chịu thua đỗ mãn trước đó nói muốn ra mặt thấy không có một người nào lên tiếng mới đi ra mong hạ thủ lưu tình vẻ mặt cười khổ đỗ mãn đi tới trước lò luyện đan đan dược mà hắn luyện chế chính là nhất phẩm, so với nhuận huyệt đan và tính tâm đan đều hơi có chút không bằng. Thủ pháp của hắn thuần thục, tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã luyện chế thành công, tất cả đều là cấp bậc no đủ. Thái độ của đối phương khá tốt, hơn nữa ngày hôm qua đã quen biết cho nên Trương Huyền cũng không nói quá nhiều, chỉ vạch ra mấy chỗ khuyết điểm rõ ràng nhất, người sau đã trực tiếp chịu thua. Cho đến bây giờ, 10 vị luyện đan sư đã có 5 vị chịu thua. Luận đan cũng đã tiến hành được một nửa. Tiếp tục, vị kế tiếp là ai? Hai tay Trương Huyền chắp ra sau lưng, lạnh nhạt nhìn về bốn phía, mọi người yên lặng như tờ. Người khác luận đan đều mang theo tâm tư sợ hãi tham dự sát hạch, chỉ lo đối phương đưa ra vấn đề làm khó dễ, tên này thì tốt rồi, những luyện đan sư còn lại đều co rụt cổ lại, sợ bị nhắc tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai cũng sẽ không tin. "Để ta." Nặng nề trong chốc lát, một lão giả đứng dậy. Luyện đan sư Lâm Mộ. Trình Giang đan sư từng lấy thảo luận tài nghệ làm cái cớ, học trộm thủ pháp độc môn luyện đan băng ti ngưng thủ của hắn. Lâm đan sư chậm đã, lần này ta muốn lên cùng ngươi. Lâm Mộ mới vừa đứng lên thì tiếp theo một vị trung niên cũng đứng lên. Kim thần đan sư, cùng nhau lên sao? Lâm Mộ cau mày, luyện đan để cho đối phương vạch ra khuyết điểm, hai người làm sao cùng lên được chứ? hắn có thể nói ra khuyết điểm, nói rõ quả thực ánh mắt rất tốt, được dạy dỗ rất tốt, rất có thể sau lưng có danh sư chỉ điểm. Thế nhưng, ta không tin hắn trẻ tuổi như vậy, chỉ thức sự chữ lại lợi hại như vậy. Vì lẽ đó, hai người chúng ta không luyện đan, trực tiếp hỏi các vấn đề, đừng để cho hắn lừa đảo là được. Kim thần đan sư hừ lạnh nói. Chuyện này, lâm mộ sững sờ. Đúng vậy, điểm ấy làm sao ta không nghĩ tới cơ chứ? Hắn ta ngay cả 20 cũng chưa tới, coi như vừa sinh ra đã biết chữ thì có thể xem được bao nhiêu thư tịch cơ chứ? Có thể nhớ ghi được bao nhiêu nội dung đây? Luận đan chân chính kỳ thực chính là đưa ra vấn đề bên trên luyện đan để cho hắn trả lời. Hắn biết lượng tri thức của mình không đủ cho nên cố ý đưa ra yêu cầu gia tăng độ khó, nhìn ra khuyết điểm, quả thực là gia tăng độ khó. Thế nhưng nếu như hắn thật sự có danh sư chỉ điểm, từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của chúng ta cũng không tính là gì cả. Đúng vậy, danh sư kiến thức rộng rãi, chúng ta đều là luyện đan sư nhất phẩm, làm đệ tử của người như thế, tất nhiên ánh mắt cũng sẽ không tồi. Có thể nhìn ra sai lầm của chúng ta là chuyện đương nhiên. Kim thần đan sư nói vậy, nhất thời khiến cho bốn người còn lại hưng phấn, một lần nữa tìm lại sự tự tin của mình. Đối phương liếc mắt nhìn luyện đan đã có thể nói ra thiếu hụt của mọi người. Điều này chỉ nói do ánh mắt của hắn rất tốt, không có nghĩa là lượng tri thức rộng lớn. Đã như vậy sẽ càng đơn giản hơn, chỉ cần hỏi các vấn đề, có lẽ đây mới là mối uy hiếp của hắn. Từ trước cho tới nay, tất cả mọi người đều bị tên này lừa đảo. Không sai. Lâm mộ đan sư cũng đồng tình, không nhịn được gật đầu. Khó trách mọi người lại nghĩ như thế, học tập tri thức cần tiêu hao thời gian và tinh lực, trương huyền này tính ra còn chưa đủ 20, coi như mỗi ngày đều đọc sách có thể đọc được mấy quyển cơ chứ quan trọng là còn phải nhớ kỹ nội dung bên trong thư tịch muốn hỏi ta vấn đề gì không nghĩ tới những người này băn khoăn lâu như vậy lại đưa ra kết luận này trương huyền cười nhạt được rồi bắt đầu đi sau khi xem xong toàn bộ thư tịch trong tàng thư khố sơ đẳng và tàng thư các của học viện tri thức trong đầu của hắn so với những luyện đan sư này nhiều hơn gấp bội coi như dò hỏi thì hắn cũng không sợ Chờ một lát nữa không đáp lại được, để xem ngươi có còn tự tin như thế hay không. Thấy đối phương lại không sợ một chút nào, mắt Kim Thần Đan sư sáng lên. Dựa theo trình tự luận đan bình thường, ta có thể hỏi ngươi ba vấn đề. Nếu như ngươi có thể trả lời, như vậy ta sẽ chịu thua. Mà ngươi, chỉ cần có một vấn đề không đáp lại được thì sẽ thất bại, tất cả cố gắng trước đó đều là vô dụng. Luận đan có một bộ quy tắc hoàn chỉnh, 10 vị luyện đan sư hỏi các vấn đề cũng không phải là không ngừng nghỉ. Nếu không, không phải người tham dự luận đan sẽ mệt chết hay sao? Luyện đan sư đưa ra câu hỏi, mỗi người chỉ có thể hỏi 3 vấn đề, nếu đối phương đều trả lời chính xác thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua, một khi có một vấn đề không đáp lại được, cho dù trước đó có trả lời nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ừm, Trương Huyền cũng biết quy củ này cho nên gật gật đầu. Được rồi, vấn đề thứ nhất của ta là thời gian luyện chế thối thể đan nhất phẩm, cùng một lô đan dược, cùng đạt đến cấp bậc no đủ, nhưng lại có viên có hiệu quả vô cùng tốt, có viên hiệu quả rất kém, đây là do nguyên nhân nào?" Kim Thần Đan sư mở miệng. Nghe thấy hắn nói như thế, tất cả các đan sư khác bỗng cảm thấy phấn chấn. Thối thể đan là đan dược thường dùng nhất của võ giả tứ trọng, có thể rèn luyện thân thể người ta, khiến cho bì cốt cảnh càng tiến bộ nhanh hơn. Chính vì như thế, bọn họ thường thường sẽ luyện chế ra loại đan dược này nhưng đúng như kim thần đan sư nói vậy cùng một lô đan dược sẽ thường xuyên xuất hiện hiện tượng một ít đan dược có tranh lệch dược hiệu không đồng đều cùng một lô đan dược có viên hiệu quả khi dùng vô cùng tốt có thể khiến cho người ta trực tiếp đột phá cảnh giới đi rất xa trên bì cốt cảnh thế nhưng cũng có chút người ăn vào không có một chút tác dụng nào kim thần đan sư hỏi rất đúng trọng tâm đó trương huyền không nhịn được lắc lắc đầu vấn đề này toàn bộ thiên huyền quốc đều không có đáp án xác thực người lại tới hỏi ta, người bảo ta trả lời ra sao đây? Chỉ là, đổi lại là người khác, có khả năng sẽ không biết nói ra sao, thế với ta, chuyện đó lại không thành vấn đề. Khẽ nở nụ cười, Trương Huyền nói. Chuyện mà ngươi nói, 37 năm trước có một vị luyện đan sư gọi là Trình Giã đã từng nói đến. Lúc đó hắn đã triệu tập 23 vị luyện đan sư, cùng nghiên cứu 3 ngày 3 đêm mới có kết luận. Cũng ghi nó lại ở bên trên một quyển sách, gọi là trình giã tôi thể luận, nếu như chư vị đã xem qua có lẽ cũng biết kết luận của hắn là cái gì. Hắn cho rằng, xuất hiện loại tình huống khác biệt này là bởi vì có quan hệ với thể chất của người tu luyện, một vài người trời sinh đã thích hợp sử dụng thối thể đan, nhưng cũng có một số người trời sinh đã có kháng tính. Cũng giống như có người có thể uống rượu, có người không thể uống vậy. Lý luận này lúc đó đã được phần lớn người tán thành. Thế nhưng, 18 năm trước, Luyện đan sư Tam Tinh Trương Kiến đã đưa ra dị nghị, nếu như bởi vì quan hệ thể chất, vì sao có mấy người ăn một viên thối thể đan không có tác dụng, mà ăn một viên khác trong cùng lô thì lại có hiệu quả rất lớn. chương 119, Luận đan chân chính, hạ. Hiển nhiên, nhận định thể chất không đúng được nữa. Bởi vậy, Trương Kiến đan sư cũng nghiêm túc nghiên cứu, cuối cùng đã viết kết luận của mình vào bên trong thối đan luận, bản thư tịch này có viết tường tận về quan điểm của hắn. Hắn cho rằng hiệu quả của thối thể đan không giống nhau cũng không phải là bởi vì thể chất, mà là khi luyện chế đan dược, dược lực phân tán không đều mới dẫn đến kết quả như vậy. Cho dù là cùng một lô, đan hoàn có cấp bậc tương tự thì cũng có dược hiệu không giống nhau. Lý luận này tồn tại mấy năm, mãi đến tận 12 năm trước lại bị người ta nghi vấn và lật đổ. Người đưa ra nghi vấn không phải là luyện đan sư mà là một vị danh sư nhất tinh, hắn nói, nếu như khi luyện đan dược lực phân tán không đều như vậy vì sao chỉ có thối thể đan mới xuất hiện tình huống như thế? Mà những đan dược khác lại không có. Vì lẽ đó, hắn đã đưa ra một ý tưởng lớn mật, ghi lại ở bên trong chữ hàn ngũ lục, quyền thư tịch này trên thị trường lượng có tiêu thụ rất nhỏ, cũng chỉ có tàng thư khố sơ đẳng của công hội mới có một quyền, nếu như mọi người chưa từng xem, rảnh rỗi có thể đi đọc một chút. Ở ngay xó xỉnh bên phải của giá sách thứ 19. Trương Huyền nở nụ cười, lại tiếp tục nói. Vị này gọi là chữ Hàn danh sư, hắn đưa ra một suy đoán lớn mật cho rằng sở dĩ thối thể đan xuất hiện tình huống như thế là bởi vì dược liệu hoặc là thủ pháp luyện chế cùng với những điều kiện khác nhau mà tạo thành. Đương nhiên, hắn chỉ đưa ra lý luận, cũng không có thực tiến. Tám năm trước, luyện đan sư triệu nhạc của Hồng Yên Vương Quốc đã từ trong quyển thư tịch này tìm được chỉ dẫn, cũng đã chuyên môn thử nghiệm qua. Sau khi thay đổi đủ 18 loại dược liệu chính cùng với 42 loại luyện đan phương pháp, cuối cùng đã có được kết luận. Hắn cũng viết lại kết quả nghiên cứu, kết hợp lại, gọi là tôi thể tế thuyết một. Vừa vặn, ở trong tàng thư khố sơ đẳng của công hội chúng ta cũng có, xếp ở bên trên bên cạnh hàng trái của giá sách thứ 27, cùng hai bản thư tịch dương chân luyện đan thuyết, phương pháp luyện chế bích huyết đan. Nếu các ngươi không tin, có thể tìm người lấy tới xem một chút. Ta cho rằng, đáp án trong quyển sách này là chính xác, đủ để trả lời vấn đề của ngươi. Nói đến đây, Trương Huyền ngừng lại, bàn tay lớn vẫy một cái, ra hiệu cho Âu Dương thành phái người đi lấy thư tịch. "Không cần." Kim thần đan sư mới vừa rồi còn dương dương tự đắc, sau khi nghe xong những lời này sắc mặt trở nên vàng như nghệ, liên tiếp lui về phía sau hai bước, giống như bỗng chốc già thêm vài tuổi. "Sao vậy? Sao không cho người mang thư tịch tới?" Ta sợ ta trả lời xong, Kim đan sư không thừa nhận. Trương Huyền nói, "Câu trả lời của ngươi là chính xác." quyển sách này ta đã xem rồi, nói giống như ngươi như đúc. Kim thần đan sư gật đầu. Chính xác, giống như đúc. Chuyện này không thể nào. Kim thần đan sư tùy tiện nhắc tới một vấn đề, hắn mở miệng trả lời, còn nói ra nhiều thư tịch như vậy, thậm chí còn nhớ kỹ vị trí cụ thể. Sao có thể có chuyện đó? Hắn vẫn còn là người sao? Thật hay giả vậy? Nghe thấy hắn thừa nhận, cả phòng lần nữa trở nên xôn xao, như ong vỡ tổ vừa nãy mọi người tự cho là đúng bọn họ cho rằng trương huyền bị giới hạn bởi tuổi sẽ không đọc được bao nhiêu thư tịch thế nhưng sau khi chính tai nghe được mới biết so sánh với hắn bọn họ mới thật sự là người chưa từng đọc qua thư tịch người ta xem xong chẳng những có thể nhớ kỹ rõ ràng nội dung và thời gian trong đó mà lại có thể nói ra tên gọi của thư tịch còn nói vị trí tại thư khố mà bọn họ có thể nhớ kỹ nội dung bên trong đã tốt lắm rồi xem ra giữa người và người quả thật có khoảng cách. Nếu như Kim Đan Sư thừa nhận câu trả lời của ta là chính xác, vậy xin hỏi vấn đề thứ hai đi. Trương Huyền cười cười. So trí nhớ. Đùa sao, trong đầu hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư Việt, tinh thần khẽ động là thư tịch bay đến, bản thân hắn cứ đọc theo là được, cho dù trí nhớ của người tốt, chẳng lẽ còn có thể chuẩn xác hơn so với ta hay sao? Vấn đề thứ hai chính là luyện chế tăng lực đan nhất phẩm, khi luyện chế vì sao lò luyện đan lại xuất hiện vết nứt không đáng kể chứ? Kim thần đan sư do dự trong chốc lát, lần này băn khoăn tới 10 phút mới mở miệng. Lợi Hải, vấn đề này quả thực rất sắc bén. Đúng vậy, khi luyện chế tăng lực đan nhất phẩm thường thường sẽ xuất hiện tình huống lô đỉnh vỡ vụn, chuyện này ở bề ngoài là vấn đề của luyện đan sư. Thế nhưng trên thực tế cũng có quan hệ với luyện khí sư. Đúng vậy, xem hắn trả lời ra sao nghe thấy vấn đề thứ hai của kim thần đan sư tinh thần mọi người lần nữa chấn động lò luyện đan của luyện đan sư do luyện khí sư rèn đúc khi luyện đan vỡ vụn đã không chỉ thuộc riêng về phạm chủ luyện đan nữa mà đã có chút vượt quá giới hạn đương nhiên nếu như cẩn thận cân nhắc vẫn thuộc về vấn đề luyện đan chính là bởi vì vấn đề này thế nào cũng được không ít luyện đan sư căn bản sẽ không đi chú ý tới loại vấn đề này chớ đừng nói chi trả lời tất cả mọi người nghe ra ý của hắn làm sao Trương Huyền không biết cơ chứ, khóe miệng hắn nhếch lên. Vấn đề này, bảo dưỡng lò luyện đan của Ngô Hiểu đan sư, công việc chú trọng khi luyện đan của Triệu Khiêm đan sư, nói tỉ mỉ về việc vật vãnh của Ngưu Tuyền đan sư, bảo dưỡng lô đỉnh mới của Bàng Bác đan sư. Không dừng lại chút nào, vừa mở miệng đã nói ra tên gọi của mười mấy bản thư tịch, cuối cùng hắn mới nói. Bên trong những thư tịch này đều có ghi chép, kỳ thực nói hẳn ra cũng không phải là vấn đề lò luyện đan mà các ngươi sử dụng là cửu luyện thiết phổ thông, tuy rằng loại này cứng rắn, thế nhưng lại không chịu được nóng lạnh xung kích. Dược liệu chính của tăng lực đan là máu tươi của hàn băng man thú, có chứa khí tức trí âm trí hàn, lại đụng phải lô đỉnh nóng, đương nhiên khó có thể chịu đựng được. Nếu như muốn giải quyết, tốt nhất nên sử dụng lô đỉnh làm bằng huyền thuyết. Hoặc là mỗi khi luyện chế một lò tăng lực đan thì phải thay một cái lô đỉnh khác. Trương huyền cười khanh khách nói. Vấn đề này nhìn như xảo quyệt, thế nhưng trên thực tế tàng thư khố sơ đẳng cũng có ghi chép, chỉ có điều bên trong tàng thư các thực sự có quá nhiều thư tịch. Mà tất cả học đồ của công hội đều muốn nghiên cứu một ít phương pháp luyện đan, để sát hạch luyện đan sư chính thức. Sao lại cẩn thận nghiên cứu một ít thư tịch vô dụng như vậy cơ chứ? Lại nói, sau khi thông qua sát hạch luyện đan sư chính thức, địa vị sẽ không giống trước. Có rất nhiều quan hệ xã giao và quyền lợi, thời gian đọc sách thì càng ít, rất nhiều tri thức ở trong tàng thư khố có thể tìm được, thế nhưng bọn họ lại không đi tìm, thậm chí cũng không biết rõ. Bởi vậy, những vấn đề này, các luyện đan sư khác đều không đáp lại được, còn đối với Trương Huyền trong đầu có các bản sao chép toàn bộ tàng thư khố sơ đẳng mà nói, cũng không có bất luận một chút độ khó nào cả. Không biết câu trả lời này Kim Thần đan sư có thỏa mãn hay không. Nếu không hài lòng, ta còn có thể nói tiếp. Không cần, câu trả lời của ngươi rất chính xác. Trên đầu Kim Thần Đan sư đổ mồ hôi lạnh. Khi hắn vừa mới bắt đầu luyện chế tăng lực đan đã gặp phải vấn đề này, hắn đi khắp nơi tìm người hỏi dò, cuối cùng đã có được đáp án bên trên một quyển sách, chính là bảo dưỡng lô đỉnh mới của bàng bác đan sư mà vừa nãy Trương Huyền đã nói. Vốn hắn tưởng rằng chỉ có bên trên quyển sách này mới có ghi chép về chuyện này, cho nên mới nhân cơ hội làm khó đối phương, không nghĩ tới, tên trước mắt này, một hơi nói ra mười mấy bản. May mà hắn không lỗ mãng nói ra tên sách bằng không, đối phương một hơi nói ra nhiều như vậy, nhất định bản thân hắn sẽ mất mặt xấu hổ. Còn bà nó, rốt cuộc đầu óc tên này làm từ cái gì chứ? Làm sao lại nhớ rõ ràng như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Âu Dương Thành và Đỗ Mãn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ. Lúc này bọn họ thầm nghĩ, nếu như để cho các người biết, tên trước mắt này ngay cả câu nói kia xuất từ trong tờ nào của thư thì cũng có thể nhớ rõ. Khi đó chỉ sợ các ngươi sẽ không tự tìm kích thích, không muốn tiến hành luận đan nữa. Nói thật, người ta nói muốn vạch ra thiếu hụt luyện đan quả thực đã gia tăng độ khó rồi, so chi thức với người ta mà còn muốn thắng lợi. E rằng cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Chương 120, chẳng ra gì. Nếu vấn đề thứ hai ta cũng trả lời chính xác, như vậy vấn đề thứ ba là cái gì, nói ra đi. Thấy đối phương đã thừa nhận, Trương Huyền lười tiếp tục làm khó. Ta chịu thua đây đã là hai câu hỏi khó nhất mà ta có thể nghĩ ra cho dù có hỏi tía thì cũng chỉ tạo thêm trò cười mà thôi kim thần đan sư lắc lắc đầu đối phương một hơi nói ra nhiều tên sách như vậy đã triệt để đả kích niềm tin của hắn hắn biết tiếp tục hỏi người mất mặt sẽ chỉ là bản thân hắn còn không bằng ngừng công kích chỉ ít còn có thể giữ lại được mặt mũi không hỏi nữa trương huyền xứng sờ nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ ngay cả vấn đề khó nhất mà đối phương có thể nghĩ đến mà mình cũng đơn giản trả lời, hỏi nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể mất mặt tiếp mà thôi. Không thể không nói, vị Kim Thần Đan sư này vẫn rất có quyết đoán. Đến lượt ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Mộ. Thấy hắn nhìn về phía mình, Lâm Mộ Đan sư cắn răng một cái, nói: "Vấn đề này của ta, nói thật, chính ta cũng không có kết luận, nếu như ngươi không đáp lại được cũng không tính là thua." Đương nhiên nếu như có thể trả lời ra, hai vấn đề còn lại cũng không cần hỏi. Bởi vì ta biết, hỏi nhiều hơn nữa cũng không bất kỳ tác dụng nào cả. Tiến hành luận đan, đưa ra câu hỏi, đưa ra vấn đề, nhất định phải tự mình biết đáp án, bằng không, chính ngươi cũng không hiểu thì sao có thể phán đối phương đáp chính xác hay không cơ chứ? Lâm Mộ Đan sư nói thẳng, vấn đề này hắn cũng không đáp lại được, dựa theo đạo lý mà nói, đã vượt qua phạm trù luận đan, Trương Huyền có thể lựa chọn từ chối trả lời làm như vậy cũng sẽ không bị tính là thua nói đi trương huyền tùy ý nói từ chối đùa sao có thể bớt trả lời hai vấn đề đương nhiên hắn phải đồng ý rồi gần đây ta đang nghiên cứu khuyết mạch đan bất kể là thủ pháp vật liệu lô đỉnh đều đã chuẩn bị sung túc không có chút vấn đề nào thế nhưng cũng không biết tại sao trước sau không cách nào thành đan hy vọng ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc ta đã sai ở chỗ nào do dự trong chốc lát Lâm Mộ Đan sư chậm rãi nói: "Đây là vấn đề gì? Làm cho người khác khó chịu sao? Đúng vậy, chính ngươi không cách nào tạo thành đan được, chắc là do nguyên nhân bản thân mình. Lại nói ra lúc này, bảo người ta trả lời thế nào đây chứ?" Nghe thấy Lâm Mộ nói, tất cả mọi người đều sững sờ, vẻ mặt mỗi người đều trở nên kỳ quái. "Vấn đáp luận đan thì phải hỏi ra vấn đề người ta có thể trả lời, đây lại kiểu ngươi chạy tới, trên người ta có mấy cái mụn" Ngày hôm qua đã ăn mấy bữa cơm, từng có quan hệ với mấy phu nhân, cho dù là thần tiên cũng không đáp lại được. Hiện giờ tên Lâm Mộ này lại có ý như thế, nói thẳng ngươi không luyện chế ra khuyết mạch đan được, như vậy bảo người khác trả lời thế nào đây chứ? Khục khục, Lâm Mộ đan sư, vấn đề mà ngươi hỏi phải có căn có căn cứ, vấn đề này không thích hợp, ngươi đổi một câu khác đi. Âu Dương Thành chủ trì luận đan ở một bên cũng không nhịn nổi, không nhịn được mở miệng nói là ta lỗ máng. Nghe thấy mọi người nói như vậy, Lâm Mộ cũng phát hiện ra mình đã có chút lỗ máng. Hắn lắc đầu một cái, đang muốn nói chuyện thì đã nghe Trương Huyền ở phía đối diện mở miệng. Cũng không tính là lỗ máng, như vậy đi, hiện tại ngươi luyện chế khuyết mạch đan cho ta nhìn một chút, không luyện đan, chỉ bằng vào việc thuật lại thì ta cũng không có cách nào chỉ ra được. Được. Không nghĩ tới đối phương lại đồng ý, Lâm Mộ gật gù, đi tới lò luyện đan. Trên thực tế khi đưa ra vấn đề này, trong lòng hắn cũng xuất hiện tư tâm. Gần đây hắn luôn muốn luyện chế ra khuyết mạch đan, đáng tiếc trước sau lại không có cách nào thành công. Hắn đã nghiên cứu các loại thư tịch, đủ loại thủ pháp, dùng hết tất cả biện pháp mà cũng không được. Vừa nãy thấy Trương Huyền thuận miệng có thể nói ra chỗ thiếu hụt khi luyện đan của mọi người, lúc này hắn mới không nhịn được mở miệng. Chỉ cần có thể tìm ra khuyết điểm, hắn tin tưởng dựa vào thuật luyện đan của mình, nhất định có thể thành công luyện chế Vốn hắn nghĩ lý do này quả thực rất vô lễ, đối phương sẽ từ chối trả lời, không nghĩ tới lại đồng ý. Hừng hực, lò lửa thiêu đốt, các loại dược liệu bay tán loạn, mười ngón của Lâm Mộ chẳng khác nào kích thích dây đàn, liên tục vung vẩy, từ xa nhìn lại, không giống như là đang luyện đan, mà là đang diễn tấu một khúc nhạc khiến cho người ta động lòng. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì Trương Huyền đã biết, người trước mắt này chìm đắm trong luyện đan thuật nhiều năm, thủ pháp đã trở nên lô hỏa thuần thanh thủ pháp như vậy, phối hợp với trình tự bước đi không chút sai sót. Thế nhưng kết quả Thủy Trung vẫn không có cách nào thành đan, quả thực cũng khiến cho hắn mê man, không biết làm sao. Đúng là không có một chút sai lầm nào. Thủ pháp này của hắn, luyện chế tăng lực đan cũng có thể thành công, làm sao có khả năng thất bại khi luyện chế khuyết mạch đan nhỉ? Đúng vậy, thật kỳ quái. Lâm mộ đan sư bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung tới đây, càng xem càng cảm thấy nghi hoặc đúng như hắn nói bất kể là dược liệu thủ pháp hay là thủ đoạn đều không có một chút sai lầm nào dựa theo tình huống bình thường chí ít cũng phải thành đan thậm chí ngay cả đẳng cấp no đủ cũng là chuyện có khả năng không có cách nào thành đan không thể nào đáng tiếc sự thực đang ở ngay trước mắt rất nhanh lửa đã tắt nắp đỉnh mở ra một đống cặn bã dược dịch đen kịt xuất hiện ở trước mặt mọi người thất bại không thể nào như vậy được Âu Dương Thành ở bên cạnh cũng nhíu mày không hiểu. Hắn thân là hội trưởng công hội, lại là đan sư nhất tinh trung phẩm có thực lực cao nhất, cho nên ánh mắt cũng am hiểu nhất. Nhìn một lúc lâu hắn cũng có ý nghĩ giống mọi người, nhất định sẽ thành đan, kết quả lại là như vậy, vẻ mặt cũng kỳ quái, nghĩ mãi mà không ra. Cái này, nhìn cặn bã dược liệu đen kịt trong lò luyện đan, Lâm Mộ đan sư thở dài lắc đầu một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đây chính là vấn đề của ta nếu như ngươi có thể trả lời ra, ta trực tiếp chịu thua. Không đáp lại được, ta sẽ đổi lại thành những vấn đề khác, sẽ không ảnh hưởng tới luận đan. Không đáp lại được, Trương Huyền nở nụ cười một tiếng, đi tới trước mặt lô đỉnh, quay một vòng, nhìn kỹ cặn bã dược liệu trong đó một chút. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía lâm mộ đan sư trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Lâm đan sư càng già càng dẻo dai, điểm ấy khiến cho ta không nghĩ tới càng già càng dẻo dai lâm mộ sướng sờ ta luyện đan không thành công người nói ta càng già càng dẻo dai làm gì cơ chứ chuyện này có quan hệ cái lông tới việc càng già càng dẻo dai a à. những luyện đan sư khác cũng đều nghi hoặc nhìn qua bên này đổi lại là trước đây nhất định bọn họ sẽ bắt đầu nghi hoặc chửi rủa thế nhưng trước đó đã nhìn thấy sự bác học và năng lực của đối phương bọn họ biết nếu hắn đã nói như vậy chắc chắn sẽ có thâm ý Đúng vậy, vừa nãy ta đi tới đây đã ngửi thấy trên người lâm đan sư có hương vị đặc hữu của nữ nhân. Hơn nữa, khí tức thanh tân thuần khiết, sinh cơ bừng bừng, nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn là nữ nhân chưa tới tới 18 tuổi A. Trương Huyền nói, đúng vậy, ta vừa mới thu một tiểu thiếp, năm nay vẫn chưa tới 18. Lâm mộ đan sư hơi đỏ mặt nói, hắn đã 6, 70 tuổi, sắp xuống mồ lại còn đi thu nhận một tiểu thiếp chỉ có 17, 8 tuổi tuy rằng ở trong thế giới này cũng không tính là gì, thế nhưng nói ra ở ngay trước mặt nhiều luyện đan sư như vậy, hắn vẫn có chút ngại ngùng. Lẽ nào, ta không luyện chế được khuyết mạch đan là có quan hệ tới tiểu thiếp mà ta vừa thu nhận sao? Rất nhanh, lâm mộ có chút nghi hoặc nhìn sang. Nếu như không có quan hệ, dựa theo phong cách vừa rồi của vị trương huyền này, có lẽ sẽ không nhiều lời như vậy. Chỉ là, nạp thiếp, có quan hệ gì với luyện đan cơ chứ? không liên quan tới nhau chứ nhỉ? Không sai, nếu như ta không nhìn nhầm, tiểu thiếp này của ngươi. Chẳng ra gì. Trương Huyền suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói. Chẳng ra gì. Đầu tiên Lâm Mộ sướng sờ, sau đó lập tức cau mày, hơi hơi tức giận, vẻ mặt không vui. Sao ngươi lại mắng người như vậy chứ? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 120.